À, với Leica của chúng ta thì rằng là chỉ còn một cái quãng thời gian rất là ngắn nữa thôi rằng là Leica đã chính thức là lead trên các sàn giao dịch rồi, đúng không ạ? Và trong thông tin trong tuần qua thì các anh chị cũng đã nhận được các thông tin đó rằng là Leica cuối tháng 3 này, chậm nhất là bước sang đầu tháng 4 thì Leica sẽ lead lead sàn, và Leica lead trực tiếp lên ít nhất là mà 3 sàn đồng thời cùng một lúc, đó là sàn Bybit, sàn OKX, sàn Mobi. À, sàn Mobi, nếu như cô bác anh chị nào mà chưa biết thì rằng là sau khi mà kỷ niệm hơn 10 năm thành lập của sàn Mobi thì đã đổi tên từ sàn Mobi thành sàn HTX, đây là một trong những cái sàn top 3 và top 5 ở trong cái thị trường về tiền điện tử của chúng ta, được xếp hạng ở trên CoinMarketCap. Và nếu như có cơ hội hợp tác thành công và đàm phán thành công với Binance thì Leica của chúng ta sẽ được list trực tiếp trên 4 sàn, đó là Binance, OKX, Mobi và sàn Bybit. Đây là những cái thông tin mới nhất mà mới được cập nhật ở trong 2 ngày vừa qua dành cho những khách hàng nào mà đã tham gia mua và sở hữu Leica rồi. Còn đối với những khách hàng là những thành viên mới ngày hôm nay mới tìm hiểu về đón nhận được cái dòng thông tin từ bạn bè của chúng ta, đúng không ạ, để đến với phòng Zoom của Leica ngày hôm nay, thì trong chương trình chính ngày hôm nay phần đầu tiên thì em Hùng cũng xin bớt chút thời gian để giúp cho tất cả những khách hàng là những cô bác thành viên mới mong muốn tìm hiểu thêm cơ hội về Leica để gia tăng cái vị thế đầu tư tài chính của chúng ta, thì rằng là ngay trong chương trình chính ngày hôm nay thì em Hùng sẽ trao đổi để cho mọi người có thể nắm bắt được các thông tin và chi tiết hơn. Về phần đầu tiên thì em Hùng cũng muốn rằng là giao lưu và cập nhật với các anh chị những cái thông tin mới nhất về thị trường tiền điện tử trong tuần qua, đúng không? Đặc biệt rằng là cái tâm lý lòng tham và nỗi sợ hãi khi tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này. Đối với cái phần này thì em Hùng sẽ xin phép rằng là chia sẻ cái slide lên để cho rằng là mọi người có thể nắm bắt được cái thông tin một cách tốt nhất. Vâng, đối với các cái tuần vừa qua của thị trường cryptocurrency thì rằng là chúng ta đang quan tâm đến một cái sự kiện mà sắp diễn ra gần đây, chỉ còn 31 ngày nữa thôi, đúng không ạ, là sẽ diễn ra một cái sự kiện rất là đình đám của thị trường cryptocurrency mà tất cả những người tham gia thị trường này đều mong chờ cái sự kiện này, đó chính là sự kiện Bitcoin Halving, đúng không ạ? Cứ 4 năm một lần thì rằng là Bitcoin lại gia tăng cái độ khó khai thác lên một lần. Giúp cái điều này là nó giúp cho hạn chế được cái tỷ lệ nguồn cung ứng ở Bitcoin ra bên ngoài thị trường, hay nói cách khác là giảm được cái tỷ lệ lạm phát Bitcoin trong tương lai. Và cái sự kiện này, Bitcoin Halving này, nó liên quan đến một cái việc là phần thưởng chuỗi khối của các thợ đào bị giảm một nửa theo cái cơ chế của một cái tổ chức hoặc một cái cá nhân nào đó được ẩn danh mang tên rằng là Satoshi Nakamoto, người đã tạo ra Bitcoin và đưa ra cái cơ chế này để giúp cho giảm được cái tỷ lệ lạm phát của Bitcoin trong tương lai. Cái hiện tượng Bitcoin Halving này nó rất là quan trọng đối với là các nhà đầu tư khi tham gia vào cái thị trường tiền mã hóa này, và theo các cái dữ liệu trong quá khứ lịch sử đã được lặp lại thì cứ mỗi sau khi sự kiện Bitcoin Halving này diễn ra thì toàn bộ thị trường crypto nó sẽ trải qua một cái chu kỳ tăng giá rất là mạnh. Và kể từ khi bắt đầu được tạo ra vào năm 2008 và bắt đầu là giao dịch lần đầu tiên trên các sàn giao dịch tự do vào năm 2009 thì giá Bitcoin tại thời điểm đó rằng là nó là 0.00076 đô la trên một đồng Bitcoin. Và từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2009, khi Bitcoin chính thức ra mắt cộng đồng, thì tính tới thời điểm hiện tại thì Bitcoin đã diễn ra được 3 chu kỳ halving. Trước cái chu kỳ halving đầu tiên thì đã có rằng là 10,5 triệu Bitcoin đã được lưu hành ở ngoài thị trường. Sự kiện Bitcoin halving là diễn ra 3 lần, lần 1 là vào tháng 11 năm 2012, lần 2 là vào tháng 7 năm 2016, và lần 3 thì nó vào tháng 5 năm 2020. Cá nhân em Hùng khi tham gia vào thị trường đầu tư tài chính vào cuối năm 2014 và bước sang năm 2015 thì tại thời điểm này thì là em Hùng biết đến Bitcoin với giá trị rằng là hơn 200 đô la trên một đồng Bitcoin, tương đương với tại thời điểm đó nó tương đương với lại trên dưới 5 triệu Việt Nam đồng của mình một đồng Bitcoin. Và bước sang cái chu kỳ của năm 2016 ấy, thì khi Bitcoin halving thì giá trị của Bitcoin nó tăng từ thời điểm em Hùng biết là 200 đô la trên một đồng Bitcoin, thì nó đạt được cái giá trị đỉnh vào năm 2017 với giá trị 19.600 đô la một đồng Bitcoin.
Tại cái thời điểm này thì là có rất là nhiều cái báo chí truyền hình của rất là nhiều các quốc gia trên thế giới thì đánh giá Bitcoin nó là một cái bong bóng lớn nhất của cái thị trường đầu tư tài chính chung trên toàn cầu, và được coi là một trong những cái sản phẩm bằng là mang tính chất lừa đảo và tạo ra giá trị bong bóng lợi nhuận ảo rất là cao. Nhưng khi sau cái chu kỳ halving đạt được cái đỉnh 19.600 đô la vào năm 2017 thì Bitcoin lại đi vào một cái nhịp downtrend của thị trường. Và đến vào trước tháng 5 năm 2020 thì Bitcoin được đao giá xuống thấp nhất của nó là 2.700 đô la, và sau đó có một cái nhịp tăng trưởng ngược trở lại ở thị trường. Sau sự kiện halving vào tháng 5 năm 2020 thì Bitcoin có một cái tín hiệu là tăng phi mã tại các thị trường tiền điện tử này và được đạt được giá trị đỉnh vào năm 2000 đầu năm 2022 2023, đỉnh của nó là cao nhất trong chu kỳ halving của lần thứ ba, nó lên tới là 96.800 đô la trên một đồng Bitcoin. Và sau đó thì Bitcoin lại đi vào một cái nhịp giảm của thị trường, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết, vào năm 2023 vừa qua thì giá sâu nhất của thị trường giảm trong chu kỳ vừa rồi nó rơi vào khoảng tầm là 15.700 đô la. Và giá trị hiện tại trong cái mùa để chuẩn bị đón mùa halving mới này, chỉ còn 31 ngày nữa là sẽ diễn ra sự kiện halving lần thứ tư, thì là Bitcoin cũng vừa mới phá được cái đỉnh là 69 68.000 69.600, đúng không, đạt được đỉnh cao nhất của nó trong thời gian vừa qua cách đây khoảng tầm gần 3 tuần, đó là hơn 73.000 đô la trên một đồng Bitcoin, tương đương với cái việc là tại cái chu kỳ kỳ ngắn trong năm 2023, đúng không ạ, là 15.700 đến giá trị cao nhất trong chu kỳ vừa rồi nó là lên tới là bao nhiêu ạ, là lên tới 73.000. Thì đương nhiên rằng là cái biên độ lợi nhuận rất là lớn như thế thì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều người đã kiếm được là cái biên độ lợi nhuận rất cao khi tham gia mua và sở hữu Bitcoin trong giai đoạn vừa qua. Đó là một số các cái thông tin mà muốn chia sẻ và public với mọi người. Đây chính là một trong những cái cụm từ khóa hot nhất tại trên Google trong thời điểm hiện tại, đúng không? Đó chính là halving của Bitcoin hay là halving BTC. Mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin về sự kiện halving của Bitcoin này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua báo đài, đặc biệt là thông qua các cái cụm từ khóa khi chúng ta tìm ở trên Google. Vậy thì tại sao cái mùa halving năm 2024, mùa halving lần thứ tư này, thị trường tiền điện tử này đón cái mùa halving này lại được coi nó là một siêu chu kỳ halving trong năm, trong cái cả một cái thị phần về cái thị trường tiền điện tử này? Nếu như mà nhắc lại về cái vấn đề về cái dòng tiền một chút thì là cái sự kiện halving lần này thì là nó diễn ra, nó xảy ra vào cái nhịp của cái thị trường chung toàn cầu. Việc đầu tiên thì anh chị cải hình dung một cái điều là đang trong giai đoạn là cạnh tranh và bầu cử của Tổng thống Mỹ, đúng không ạ? Và hiện tại thì các ứng cử viên trong cái công cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện tại thì là cũng đang đưa ra các cái tín hiệu để ủng hộ về cái thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là ủng hộ về Bitcoin. Cái thứ hai thì trong thời gian vừa qua thì cái quỹ Bitcoin ETF thì cũng đã được phê duyệt và thông qua, đúng không ạ? Và tại thời điểm hiện tại thì các dòng tiền chính thống bắt đầu được đổ vào trong cái thị trường cryptocurrency này. Yếu tố thứ ba mà giúp cho cái mùa halving lần thứ tư này nó sẽ trở thành một siêu chu kỳ và giúp cho Bitcoin có thể đạt được một cái mức giá không tưởng trong cái mùa halving trong 2024 2025 này, đó chính là trong thời điểm vừa qua thì sẽ xảy ra rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến bất ổn về chính trị tại các quốc gia, đúng không ạ? Và đa số các quốc gia phát triển trên thế giới thì kể cả Việt Nam của chúng ta đi chăng nữa, đúng không ạ? Thì cái việc mà cái dòng tiền của một quốc gia người ta đang dồn vào cho các lĩnh vực về quốc phòng rất là nhiều, đúng không ạ? Và người ta đang cạnh tranh ở cái vấn đề sợ các vấn đề liên quan đến chiến tranh thế giới xảy ra. Và khi mà xảy ra các cái sự kiện liên quan đến cái chiến tranh như vậy thì là cái tiền fiat ở các quốc gia cũng sẽ bị mất giá rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái dòng tiền được đổ vào quốc phòng rất là lớn. Khi mà cái dòng tiền được đổ vào quốc phòng thì cái việc mà phát triển về cái nền kinh tế nó sẽ bị chậm lại, đúng không ạ? Vậy thì là cái việc mà cái dòng tiền khi xảy ra về cái vấn đề về phòng cho cái vấn đề về chiến tranh này thì là sẽ được đổ vào các cái tài sản mà có thể trú ẩn an toàn, đúng không ạ? Và hiện tại thì mà đối với các cái tài sản có thể trú ẩn an toàn tính đến thời điểm hiện tại thì là chỉ có là vàng và thị trường tiền điện tử này thôi, đúng không? Có bác chị có một cái yếu tố tiếp theo, đó là về cái vấn đề về các quốc gia tập trung cho cái nền tảng về về quốc phòng, chính vì vậy cũng không quan tâm được quá nhiều đến cái vấn đề về phát triển nội tại kinh tế trong nước. Chính vì vậy là cái việc mà trong thời gian vừa qua thì là cổ phần, cổ phiếu và chứng khoán cũng bị suy giảm, và đây cũng là một trong những cái lý do rất là lớn mà giúp cho cái dòng tiền trên thế giới
tìm những cái nơi trú ẩn an toàn hơn. Và thị trường cryptocurrency này nó là một cái thị trường không những nó là một nơi trú ẩn an toàn, ngoài ra thì nó còn có một cái sức tăng trưởng rất tốt, giúp cho những cá nhân, tổ chức và những cái giới tài phiệt người ta có thể trú ẩn và tạo ra biên độ lợi nhuận khi tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này. Và đặc biệt thì ngoài cái vấn đề về liên quan đến về chính trị của các quốc gia, thì trong thời điểm hiện tại thì mọi người cũng hay tìm hiểu và quan tâm đến cái vấn đề về chiến tranh tiền tệ, đúng không ạ? Đặc biệt rằng là ở cái sự đối trọng giữa hai khối, rằng là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với Nga, đúng không ạ? Hiện tại thì có rất là nhiều các quốc gia khi mà xuất nhập khẩu với Trung Quốc và với Nga thì đều yêu cầu cần phải thanh toán bằng gì ạ? Đều yêu cầu thanh toán bằng đồng nhân dân tệ hoặc thanh toán bằng đồng rút của Nga, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì có một cái sự kiện rất là nổi bật của cái thị trường tiền fiat này, đúng không ạ? Đó là ngày hôm nay có một cái thông tin rất là hot, đó là USD, giá của đồng USD tại thị trường giao dịch tự do bị giảm xuống còn có 18.330 Việt Nam đồng trên một USD. Còn cái giá mà nằm trên các ngân hàng thì nó vẫn được đảm bảo ở cái mức giá trung bình giống như thời gian trước, nhưng riêng thị trường giao dịch USD tự do tại Việt Nam của chúng ta thì một đồng USD đang bị suy giảm còn có 18.330 đồng. Thì đây là nó cũng xảy ra một cái rằng là bất ổn trong cái vấn đề về chiến tranh về tiền tệ. Vậy thì cái việc mà cái dòng tiền của cái thị trường này, các cái dòng tiền tự do ở bên ngoài rằng bây giờ người ta đang đi tìm những cái kênh trú ẩn an toàn, và cái mùa halving năm 2024, năm 2025 này chính là một cái nơi trú ẩn an toàn dành cho rất là nhiều các cái giới tài phiệt và những cái nhà đầu tư, những cái tổ chức ở trên thế giới. Và đấy là những cái thông tin mà giúp cho chúng ta có thể củng cố và khẳng định thêm cái giá trị niềm tin về cái thị trường tiền điện tử trong cái mùa halving trong năm 2024, năm 2025 này. Vậy với cái dòng tiền về cái thị trường tiền điện tử này thì trong ba cái chu kỳ trước đó thì mọi người hãy hình dung một cái điều này, nó có một cái quy luật về cái dòng tiền trong thời gian qua để cho mọi người có thể rằng là yên tâm đầu tư cũng như rằng là sở hữu thị trường tiền điện tử trong thời điểm hiện tại. Khi bắt đầu rằng là chuẩn bị tới một chu kỳ halving thì thường rằng là sẽ xảy ra một cái hiện tượng, đó rằng là trước cái chu kỳ halving thì sẽ xảy ra một cái hiện tượng mà anh em chúng em trong cái thị trường tiền điện tử này hay gọi rằng là nó là cái thời điểm rũ coin. Cái thời điểm rũ coin này là cái thời điểm khi giá trị của tất cả các đồng tiền điện tử nó đều đao ở cái mức giá rất thấp, làm cho những cái nhà đầu cơ mới khi mới tham gia vào thị trường và những cái nhà đầu tư cũ khi mà đã sử dụng đòn bẩy tài chính để tham gia vào cái thị trường tiền điện tử này, tương đương với việc chúng ta cần phải bỏ ra một cái giá trị tiền để chúng ta đi vay mượn tham gia vào, và trong cái đợt mà tăng giá thì là bị mua phải cái giá của một cái đồng tiền điện tử nào đó ở cái giá trị cao và đang bị suy giảm về cái giá trị của cái đồng tiền điện tử đó, dẫn đến cái việc chúng ta bị lỗ trên tỷ giá, đúng không? Nhưng mà khi mà họ hoang mang khi thị trường ngày càng tụt xuống, không còn tin tưởng vào cái thị trường này nữa, thì bắt buộc là gì ạ? Họ bán cái sản phẩm tài chính của họ ra bên ngoài để gì ạ? Để cắt lỗ, hay là một số các cái đơn vị rằng là để có thể chi trả và trang trải cái chi phí cuộc sống, cũng như rằng là để trả vào các cái khoản vay mượn trong cái vấn đề về sử dụng đòn bẩy tài chính khi đi tham gia vào thị trường tiền điện tử. Thì giai đoạn này anh em chúng em hay gọi là cái giai đoạn để rũ coin. Đối với tất cả những nhà đầu tư nào khi tham gia vào và không còn niềm tin với thị trường nữa thì tại cái giai đoạn về xuống đáy này thì hay rũ bỏ ra, hay cắt bớt cái ra, đúng không ạ? Và đối với những cái nhà đầu tư mà có kinh nghiệm thì thường thì người ta đã dịch chuyển cái dòng tài chính của người ta sang USDT và người ta nằm chờ cái nhịp, thì đây chính là cái thời điểm mua vào, đúng không ạ? Và trước cái chu kỳ halving này thì bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 thì với thị trường tiền điện tử cũng đã có những cái động thái rất là lớn. Cụ thể khi mà cái thị trường tiền điện tử này bắt đầu bước vào cái đà tăng trưởng nhẹ thì bắt đầu từ quý 1 năm 2023 thì đã có các cái nhịp tăng trưởng của thị trường thông qua việc tạo ra các cái đồng meme coin, đúng không? Để thu hút gì ạ? Cái sự quan tâm của những nhà đầu tư mới, thu hút sự quan tâm của những khách hàng, những nhà đầu tư họ đã chốt lời và giá trị tài chính đang nằm ở USDT, thu hút những người mới trong thời gian vừa qua đã ra hàng và muốn quay lại để tìm thêm giá trị lợi nhuận tại thị trường tiền điện tử này. Thì mô hình về phát triển về meme coin là một trong những cái mô hình phát triển hợp lý, giúp cho người ta có thể bỏ ra một giá trị tài chính rất thấp, có thể chỉ 5 đô, 10 đô, đúng không? Vài chục đô, vài trăm đô, vài ngàn đô, nhưng có thể tạo ra một cái biên độ lợi nhuận rất là cao, bởi vì meme coin nó có sức tăng trưởng rất là kinh khủng, đúng không ạ? Và cũng như cái xu hướng như thế thì năm 2023 vừa qua cũng đã có những cái đồng coin tăng trưởng hàng ngàn lần, hàng chục ngàn lần, thậm chí có những cái đồng giống như đồng Pepe coin, đúng không ạ? Là cái đồng con ếch xanh, nó tăng trưởng lên tới 340.000 lần.
Tương đương với cái việc nếu như anh chị nào mà trở thành một nhà đầu tư thiên thần được mua IDO con Pepe Coin với cái giá tại cái thời điểm bán được gọi là cái vòng mở bán trước ấy, dành cho nhà đầu tư thiên thần ấy, thì rằng là khi mà giá Pepe Coin đạt đỉnh cao trên sàn giao dịch tự do thì rằng là mọi người chỉ cần bỏ ra một đô thôi thì thu nhập của mọi người bán ở giá trị đỉnh thì các anh chị thu về được 340.000 đô. Đây là một trong những cái sức tăng giá rất là kinh khủng. Giúp cho rằng là rất là nhiều người có thể thay đổi được cái vị thế về tài chính và thu hút được sự quan tâm của những nhà đầu tư mới khi người ta mong muốn biết về cái thị trường về tiền điện tử này. Ngoài ra thì rằng là với cái dòng tiền của thị trường tiền điện tử này thì anh chị hãy hình dung một cái điều. Việc đầu tiên rằng là thường thì các tổ chức, các cái cá nhân hay mình hay gọi nó là các cái cá mập và các cá voi đúng không ạ? Thì là người ta việc đầu tiên rằng là người ta sẽ dịch chuyển cái dòng tài chính từ gì ạ? Từ các cái đồng tiền altcoin khác nằm trong top của coin market cap dịch chuyển nó sang gì ạ để bơm thổi về Bitcoin. Nó cũng chính là lý do tại sao mà cái thời điểm mà trong thời điểm vừa qua có 5 đến 6 nhịp mà Bitcoin tăng trưởng rất là tốt, nhưng tại thời điểm Bitcoin tăng thì anh chị không thấy là gì ạ, không thấy các cái đồng altcoin khác nó có cái tín hiệu tăng vượt bậc giống như Bitcoin, thậm chí altcoin nó còn có cái tín hiệu suy giảm khi Bitcoin tăng giá đúng không ạ? Đó, vậy đấy chính là cái hướng mà họ rút cái một phần cái dòng tiền từ các cái đồng altcoin để bơm Bitcoin, bởi vì Bitcoin nó là đồng tiền số 1 tại thị trường này. Khi Bitcoin có tín hiệu tăng trưởng thì tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông đúng không ạ, người ta đều lan tỏa thông tin và tất cả mọi người đều đang nhìn thấy cái sự biến động của cái thị trường tiền điện tử này thì người ta quan tâm đến và thu hút cái sự quan tâm của cộng đồng đầu tư ở ở trên toàn cầu. Khi Bitcoin đạt được một cái giá trị nào đó và chứng minh được rằng là cái thị trường nó đã bắt đầu có sự uptrend nhẹ rồi đúng không ạ, có mức tăng trưởng nhẹ thì các đồng altcoin cũng có cái tín hiệu tăng trưởng theo. Và trong thời gian vừa qua thì anh chị có thể thấy một cái điều là Bitcoin từ 48.000 và trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn đạt được lên tới là bao nhiêu ạ, đó chính là 70 hơn 73.000 đô la. Và đương nhiên thì mà bất kỳ một cái sự tăng giá nào lên thì rằng là sau đó thì rằng là nó cũng sẽ có một cái chu kỳ bước vào cái sự điều chỉnh giá để bình ổn ngược trở lại giá trị, nó cũng không thể tăng trưởng mãi được đúng không ạ? Và trong 2 ngày vừa qua thì là mọi người có thể nhìn thấy một cái điều là Bitcoin có cái sự suy giảm kể về giá trị từ 73.000 hơn 73.000 đô la thì giá trị của Bitcoin tại thời điểm hiện tại nó chỉ còn khoảng tầm 63.000 đô la. Và trong 2 ngày vừa qua thì thị trường tiền điện tử này đã bay màu mất hơn 220 tỷ đô, hơn 220 tỷ đô la khi Bitcoin tụt từ 73.000 xuống còn là 63.000 đô la. Đối với thị trường về future đúng không ạ? Thì trên sàn Binance có chứng kiến một cái tín hiệu bay màu rất là nhiều các tài khoản future đúng không ạ? Và theo thống kê trong cái thời gian vừa qua đúng không ạ? Có khoảng tầm 260 triệu USD được thanh lý khỏi thị trường tiền điện tử trên sàn Binance trong vòng hơn 4 giờ vừa qua. Và trong 24 giờ vừa qua thì trên sàn Binance có khoảng tầm 240.222 lệnh giao dịch bị thanh lý với tổng số tiền bị thanh lý là 632 triệu đô trên sàn Binance. Và ở đây là anh chị nhìn thấy rằng là khi mà Bitcoin có cái tín hiệu suy giảm thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều, rất là nhiều tới cái giá trị tài sản của các khách hàng khi tham gia mua và sở hữu các tiền điện tử trong thời gian vừa qua đúng không ạ? Cá nhân thì em Hùng cũng vậy, trong 2 ngày vừa qua thì là nếu như đối với những người nào mà thực sự không có kiến thức chuyên môn và sâu về thị trường tiền điện tử đúng không ạ, hay bị dao động về cái việc mà lỗ về tỷ giá thì chắc chắn là trong thời gian vừa qua khi nhìn tài khoản của mình thì là chắc chắn rằng là cũng sẽ bị các cái tín hiệu lo lắng nhẹ về tài sản đúng không ạ. Ví dụ như cá nhân của em Hùng trong hai ngày vừa qua thì tài sản trên Binance của em Hùng rơi nó bị hao hụt khoảng tầm hơn 20 hơn hao hụt khoảng tầm hơn 23.000 đô la đúng không ạ? 23.000 đô la trị giá bây giờ nó khoảng tầm hơn trên dưới gần 600 triệu đúng không ạ? Nếu như mà cái niềm tin không vững đúng không ạ, và tâm lý không vững, cái niềm tin không đủ lớn vào thị trường này đúng không ạ? Chỉ 2 ngày thôi mà tài khoản của mình bay màu mất hơn 600 triệu trên sàn thì chắc chắn rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của rất là nhiều các nhà đầu tư khi mà tâm lý không vững khi bước vào trong thị trường này đúng không các bạn anh chị? Đó. Và có một cái điều kỳ lạ rằng như này, đó là hầu hết mọi người thì đang chờ đợi một cái đợt giảm giá để gì ạ, để có thể rằng là mua mua vào các cái số lượng, nhưng khi mà trong cái đợt giảm giá đợt này thì mọi người lại đang bị lo lắng khi mà giá của cái thị trường này nó có cái tín hiệu suy giảm đúng không ạ. Với cá nhân của em Hùng thì em Hùng suy nghĩ một cái điều rằng là giá thì nó vẫn có thể thấp hơn, nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý một cái điều rằng là không bao giờ chúng ta có thể đo được cái đáy của cái thị trường này là gì đúng không ạ. Vậy thì phương án của em Hùng đưa ra trong cái thời gian vừa qua đó rằng là trung bình về giá đúng không ạ,
trung bình về giá. Và cái việc mà trung bình về giá này thì rằng là anh chị hoàn toàn có thể rằng là cảm nhận được cái mức giá này nó đã hợp lý, thì các anh chị có thể vào một ít, nếu nó xuống thấp thêm một tí thì anh chị có thể mua thêm một ít nữa, xuống thấp thêm một ít nữa thì chúng ta có thể mua thêm một ít nữa để chúng ta có thể trung bình về giá. Vì vì chúng ta không biết đâu nó là đáy của cái thị trường này, đúng không ạ? Muốn thắng lớn tại cái thị trường về tiền điện tử này thì rằng là chúng ta cần phải có một cái tinh thần được gọi là cái tinh thần thép và vô cảm. Có một câu nói rất là hay là giá trị của cái đồng coin đó nó có thể giảm nhưng số lượng coin thì không được phép giảm mà chỉ được phép tăng. Đấy chính là cái cách mà em Hùng rằng là trung bình giá khi tham gia vào thị trường tiền điện tử này. Và anh chị hãy lưu tâm một điều rằng là trong thời điểm hiện tại thì giá của cái thị trường này nó có thể đỏ, nhưng có chăng đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ bị lỗ về tỷ giá thôi, đúng không ạ? Khi nào mà các anh chị kết thúc một cái lệnh bán cái số coin mà các chị anh đang có ra bên ngoài thị trường thì lúc đấy các anh chị mới chính xác là bị hao hụt về tài chính. Vậy thì là mong trong thời gian vừa qua những anh chị nào mà đã chót vào hàng trong thời gian vừa qua với giá trị của thị trường tiền điện tử hơi cao thì chúng ta hãy vững niềm tin vào thị trường này, đúng không? Bởi vì bản chất tại thời điểm hiện tại thì theo thông tin mà em Hùng nhận được và cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng có rất là nhiều các cái tổ chức, các cái quỹ trong thời gian vừa qua thì cũng đã bắt đầu quan tâm đến thị trường tiền điện tử. Và nhịp downtrend của thị trường này không chỉ là các tổ chức, các quỹ mà còn rất là nhiều các cá nhân cũng đang bắt đầu dịch chuyển cái dòng tài chính từ USDT sang để tiếp tục mua Bitcoin, mua các đồng tiền điện tử trong thời điểm hiện tại. Ví dụ như là quốc gia, đúng không ạ, Ecuador, đúng không ạ, cứ mỗi một ngày người ta đều dành ra cái quỹ dự phòng của cái quốc gia của họ, mỗi một ngày người ta vẫn cứ mua vào một BTC, đúng không ạ? Hay rằng là trong ngày hôm nay là ngày 19 này, tháng 3 thì quỹ hưu trí lớn nhất Nhật Bản, cái quỹ này nó có lên tới là 1,43 nghìn tỷ USD và cũng đang bắt đầu bổ sung BTC và các đồng altcoin vào trong cái kinh ngạch đầu tư của cái quỹ hưu trí này. Và đây nó chỉ là một trong những rất là nhiều những cái tổ chức trên thế giới cũng bắt đầu rằng là mua ở trong thời điểm hiện tại. Vậy nếu như những anh chị nào một lần nữa trong thời gian vừa qua chúng ta đã chót vào các đồng tiền điện tử ở cái giá trị mà nó đang cao, hiện tại chúng ta đang bị lỗ về tỷ giá, thì anh chị cũng hãy cứ yên tâm, đúng không ạ? Bởi vì là còn 31 ngày nữa thì sự kiện halving của Bitcoin mới diễn ra cơ, đúng không ạ? Và cái việc mà tăng giảm của cái thị trường này là nó luôn luôn có cái sự biến động, và chúng ta hãy tin tưởng rằng trong thời gian tới sau khi mà halving xong 31 ngày nữa thì thị trường này nó cũng sẽ có một cái tín hiệu phi mã rất là đặc biệt, là giúp cho chúng ta rằng là không chỉ rằng là hòa xóa số tiền chúng ta đã mua trong thời gian trước, mà giúp cho chúng ta cũng có thể rằng là tạo ra được cái biên độ lợi nhuận rất là lớn của cái thị trường này, giống như em Hùng phân tích các cái yếu tố ban đầu tiên ấy, giúp cho rằng là cái mùa halving năm 2024 này nó có thể trở thành một cái siêu chu kỳ trong cả cái thị trường tiền điện tử này. Vậy thì đấy là những cái thông tin tuần qua mà em Hùng muốn khái quát lại cho tất cả các anh chị nắm bắt được cái thông tin về cái thị trường tiền điện tử này chút. Ngoài ra thì là liệu là các cái sự biến động như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến với lại gì ạ? Đến đối với cái thị trường về Laika của chúng ta hay không? Thì chúng ta quay ngược trở lại một cái điều nữa. Khi mà cái thị trường tiền điện tử nó downtrend ấy, đúng không ạ? Khi mà nó bị suy giảm về giá trị thì anh chị hình dung một cái điều này, nó cần phải có một các sản phẩm tài chính nào đó, đúng không ạ, nó có một sức tăng trưởng ngược trở lại để thu hút cái sự quan tâm của nhiều người và tiếp tục rằng là thu hút cái sự chuyển dịch từ USDT sang các cái sản phẩm tài chính để tăng cái số lượng vốn hóa trong cái thị trường tiền điện tử này lên. Vậy thì rằng là meme coin nó tiếp tục nó sẽ là những cái sản phẩm mà được thu hút cái sự quan tâm của nhiều người, đúng không ạ? Và một cái điều minh chứng tốt nhất đó là trong thời gian vừa qua các meme coin nó tăng trưởng rất tốt, đúng không ạ? Và đặc biệt rằng là các meme coin nằm trong cái hệ của Solana, và trong tuần vừa qua thì cũng có một cái thông tin rất là mới, đó là Solana, đúng không ạ, một cái nền tảng giao thức mà đồng Laika của chúng ta đang được tạo ra theo nền tảng giao thức này thì cũng vừa mới vươn lên vị trí số 4 trong coin market cap với tổng vốn hóa đã lọt vào top 4 rồi, đúng không ạ, và đẩy BNB xuống top 5. Đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với thị trường cryptocurrency của chúng ta, đặc biệt là đối với là các cái khách hàng mà chúng ta đang sở hữu Laika. Bởi vì bản chất là cái sự tăng trưởng chung của Solana trong thời gian vừa qua nó được ảnh hưởng rất là lớn từ cái việc nền tảng giao thức của Solana được các cái đồng meme coin được tạo ra theo cái nền tảng giao thức này. Và Solana nó cũng là một cái nền tảng được ưu tiên hàng đầu cho các meme coin trong thời điểm hiện tại, với cái gì ạ? Với cái tổng holder trên toàn cầu hiện tại còn cao gấp 1,5 lần so với nền tảng holder của Ethereum. Và trong thời gian tới thì chắc chắn một điều rằng là meme coin nó cũng sẽ trở thành một cái dạng tiền điện tử có cái sức hút rất là tuyệt vời ở trong thời gian tới.
Và cũng rất là may mắn của chúng ta thì rằng là Laika của chúng ta cũng sẽ phát triển theo cái nền tảng của Memecoin và cũng đi theo cái hướng đi của Solana này. Đấy là những cái điều mong muốn chia sẻ cho các anh chị khi cập nhật những thông tin ở trong tuần qua. Vậy thì với Laika của chúng ta thì ngày hôm nay thì sao, đúng không ạ? Xin chia sẻ với lại các cái khách hàng là những thành viên mới khi mới tìm hiểu Laika trong buổi tối ngày hôm nay. Điều khác biệt đầu tiên của Memecoin Laika so với các cái đồng Memecoin khác đó là đội ngũ founder, tức là cái đội ngũ nhà sáng lập. Từ năm 2014 khi em Hùng biết đến thị trường về cryptocurrency này thì tính đến thời điểm hiện tại thì em Hùng chưa thấy bất kỳ một cái đồng coin nào có cái đội ngũ founder, và hay nói cách khác là có cái đội ngũ nhà sáng lập mà có cái background, hay nói cách khác là có cái profile mà nó lại khủng như là ở bên Laika. Năm 2014 đúng không ạ, thì có đồng Ethereum được thành lập. Thì lúc đấy thì anh chị hãy hình dung một cái điều này: Vitalik Buterin và đội ngũ lập trình và công nghệ của ông ta thì cũng chưa trở thành là tỷ phú đâu ạ. Lúc đấy thì Vitalik Buterin có một cái ý tưởng là tạo ra một cái nền tảng công nghệ mới, nó có thể khắc phục được điểm yếu của Bitcoin, đúng không ạ? Lúc đó thì tại thời điểm đó Bitcoin giao dịch thì thông qua ba xác nhận xanh, đúng không ạ? Nó rất mất thời gian rất là lâu. Có những lệnh giao dịch nó rơi khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ chúng ta mới giao dịch được một lệnh Bitcoin, đúng không ạ? Chi phí cho một cái lượt giao dịch, cái phí gas dành cho Bitcoin nó rất là cao. Thì lúc đó thì với một cái ý tưởng tạo ra một cái nền tảng giao thức mới của thị trường tiền điện tử, có thể khắc phục được những cái điểm yếu đó của Bitcoin, và khi đi đưa được ra đời thì là nền tảng ERC20 của Ethereum bắt đầu chiếm lĩnh được thị phần và phát triển ở bên ngoài cộng đồng. Và lúc đó Vitalik Buterin mới trở thành tỷ phú, cô bác anh chị nhé. Năm 2017 đúng không ạ, khi mà cái làn sóng về ICO lending năm 2017 phát triển rất là rộng khắp, thì tại cái thời điểm nở rộ của cái nhịp hai của cái thị trường tiền điện tử trong cái chu kỳ halving lần thứ hai này, thì hai sàn giao dịch top 1 về thị trường tiền điện tử đó là sàn Polo và sàn BitTrack, đây là hai sàn của Hoa Kỳ, thì lại bị vướng vào các vấn đề về pháp lý liên quan đến việc trốn thuế của Hoa Kỳ. Và tại cái thời điểm đó thì hai sàn này không đăng ký được tài khoản mới. Năm 2017, đối với những cái người nào muốn giao dịch về thị trường tiền điện tử giống như cá nhân của em Hùng thì cần phải đi mua lại các cái tài khoản đã được verify sẵn trên hai sàn này thì mới có thể giao dịch được. Và nắm bắt được cái thời điểm này thì CZ và đội ngũ lập trình của ông ta tạo ra cái sàn Binance. Khi tạo ra sàn Binance rồi thì ông ta cho phép tất cả các đồng coin ICO lending được listing miễn phí trên sàn Binance. Đó, và cái việc listing miễn phí này thì ông ta chiếm dụng được một cái cộng đồng rất lớn của Tradecoin, đúng không ạ, của thị trường trader này. Và có những cái đồng coin nào mà ít thì nó cũng có một vài chục ngàn holder, những đồng coin nào nhiều thì một vài trăm ngàn holder, những đồng coin nào phát triển tốt hơn thì nó có một vài triệu holder. Và khi được listing miễn phí trên sàn Binance thì tất cả những cái người này cần phải đăng ký tài khoản miễn phí trên sàn Binance, đăng ký tài khoản trên Binance, đúng không ạ? Mà khi đăng ký ở đấy thì cái sàn này nó thu hút được một cái số lượng trader rất đông đến với cái sàn. Và trong thời gian năm 2017 đó thì sàn Binance cũng thực hiện một cái chiến dịch đó là affiliate liên quan đến cái việc mà tặng từ 100 đến 2.000 BNB dành cho những khách hàng đăng ký tài khoản mới, và cũng có cái chương trình Everest từ 6 đến 10 tầng để giúp là gia tăng cái số lượng holder. Và khi họ thu hút được một cái số lượng holder rất là lớn đến với sàn Binance rồi, đúng không ạ, bắt đầu họ thu phí giao dịch và thu cái phí listing ở trên sàn, đúng không ạ, và bắt đầu CZ và đội ngũ lập trình của ông ta hiện tại mới trở thành tỷ phú. Và hiện tại thì cái phí list sàn của các đồng coin top 10 trong coin market cap thì hiện tại nó đang duy trì ở mức trung bình, nó là khoảng tầm là một triệu đô khi mà muốn listing ở trên các sàn đó. Ví dụ các anh chị muốn có một cái đồng coin mà muốn list trên Binance chẳng hạn, thì cái phí list sàn của sàn Binance bây giờ nó tương ứng khoảng tầm 1 triệu đô, nó khá là cao. Chính vì vậy là khi thu hút được một số lượng trader rất là đông như thế rồi thì CZ và đội ngũ lập trình của ông ta mới trở thành tỷ phú đô la, của ba anh chị nhé. Nhưng ngày hôm nay với Laika thì hoàn toàn khác, đúng không ạ? Ngay tại thời điểm khi phát hành thì là các founder, tức là các nhà sáng lập của Laika thì đều là tỷ phú đô la rồi, cô ba anh chị nhé. Và được xếp top tỷ phú thì tài sản ròng của họ cần phải có trên 1 tỷ đô la thì mới được gọi là tỷ phú đô la, anh chị ạ. Còn nếu như chỉ 999 triệu đô la quay đầu thì họ chỉ nằm cái top đó là triệu phú và đa triệu phú thôi, chứ không thể xếp top tỷ phú được. Và thì người đầu tiên mà em Hùng muốn giới thiệu qua với mọi người đó là ngài tỷ phú Fahas, đúng không ạ, là một tỷ phú người Uzbekistan. Hiện tại thì đang nằm trong top 20 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thị trường cryptocurrency tính đến thời điểm hiện tại, được tạp chí Forbes của Bồ Đào Nha đánh giá. Thì là ông Fahad là xếp thứ 11. Nằm trong danh sách này thì có hơn 40 người cơ, đúng không ạ? Nhưng ông ta xếp thứ 11. Và
ông ta chỉ đứng sau rằng là Vitalik Buterin, đứng sau là Justin Sun, và đứng sau một số các cái đồng coin nền tảng đang đứng đầu trên top của một coin mà cái khác. Thì hiện tại rằng là ông là người xếp thứ 11 trong 40 người có tầm ảnh hưởng nhất về thị trường tiền tử tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì rằng là trước đó thì trong chu kỳ halving vào lần thứ 2 năm 2016 thì ông là đồng sáng lập của đồng Quitum, một nền tảng giao thức blockchain layer 1 và cũng có rất là nhiều các token và hệ sinh thái kèm theo đó, với vốn hóa cũng lên tới là hơn 1,4 tỷ đô la trong 2016. Chu kỳ halving năm lần thứ 3 năm 2020 thì Farhad đã đứng ra tạo ra một cái nền tảng VLATchain đó, và để FOMO cho nền tảng VLATchain này thì ông ta bỏ tiền, ông ta tài trợ cho Ferrari trong hai mùa đua công thức 1 năm 2021 và năm 2022. Đúng không ạ? Ferrari là một trong những cái hãng xe rất là đình đám và thương hiệu trên thế giới, đúng không ạ? Giá trị tài chính của họ rất là lớn, và để cho một người tỷ phú nào có thể rằng là đăng ký độc quyền để gì ạ? Để quảng bá cho một thương hiệu của một hãng xe thì chắc chắn là cái chi phí tiền của ông ta để marketing cho cái vấn đề này nó cần phải rất là lớn. Và chính cái việc đó thì đã giúp cho rằng là cái nền tảng VLATchain đó rằng là được FOMO và lan tỏa ở trên toàn cầu, và không chỉ ở thị trường tiền điện tử mà nó còn là cộng đồng chung yêu đam mê tốc độ trên toàn cầu, giúp cho VLATchain cũng có thể đạt được vốn hóa lên tới gần 1,8 tỷ đô la trong năm 2022 năm 2023. Thì đấy là người đồng sáng lập đầu tiên của Laika, và tại hiện tại thì ông chính là CEO chính thức của Laika tính là thời điểm hiện tại. Đây là những cái thông tin rất là tuyệt vời. Lý do tại vì sao em Hùng lại nhấn mạnh rất là nhiều đối với mọi người về cái gì ạ? Những cái nhà sáng lập này họ đều là tỷ phú rồi. Vậy thì anh chị hình dung một cái điều này. Nếu như các anh chị bây giờ có 100 tỷ ở trong tay thì cái thương vụ hay một cái công việc nào mà giúp cho anh chị kiếm được 1 triệu, 2 triệu hay 5 triệu, 10 triệu tiền Việt Nam đồng, chắc chắn là các anh chị cũng sẽ không quan tâm nhiều đến những cái công việc tạo ra cái dòng tiền nhỏ, đúng không ạ? Cái này nó liên quan đến cái gì ạ? Nó liên quan đến cái target của một cái người ta đặt ra đối với một cái sản phẩm tài chính của họ, đúng không ạ? Nếu như Laika là một sản phẩm ẩn danh, đúng không ạ, thì lần lại em Hùng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến Laika đâu. Nhưng Laika thì nó lại được định danh thông qua rất là nhiều các cái tỷ phú được đồng hành và sáng lập ra nó, đúng không ạ? Khi họ đã là tỷ phú rồi, họ đã có 1 tỷ đô la rồi, đúng không ạ, thì cái việc mà biên độ lợi nhuận của họ hay nói khác cái target đặt vào trong cái sản phẩm tài chính của họ phải lớn, và cái target này càng lớn thì đương nhiên chúng ta là những nhà đầu tư thiên thần được mua trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ được thừa hưởng cái giá trị khi cái đồng Laika này tăng giá. Người tỷ phú thứ hai mà giới thiệu với mọi người đó là Carlos Rodriguez, đúng không ạ? Một người là founder của GI Sport, một trong 5 tổ chức game thủ lớn nhất trên thế giới hiện tại. Carlos Rodriguez thì cũng được tạp chí Forbes đánh giá là một trong những người thực sự là giàu có, với giá trị tài sản ròng của anh ta còn nhiều hơn cả Cristiano Ronaldo, cầu thủ bóng đá số 1, số 2 trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Và hiện tại ông ta cũng đang sở hữu một cái doanh nghiệp chuyên về lập trình công nghệ game và tạo ra các ecosystem nằm cho các hệ sinh thái của thị trường tiền điện tử, và vốn hóa của doanh nghiệp này cũng lên tới hơn 700 triệu đô la. Và đây chính là founder thứ hai của Laika. Founder thứ ba của Laika là anh Maxim, sinh năm 1988, và đây là một đa triệu phú đô la đến từ Ukraine. Và với anh Maxim thì thành công lớn nhất của anh thì tạo ra là cái nền tảng giao dịch B2B Payment Grunex. Đây là nền tảng giúp cho khách hàng có thể chuyển hóa được trực tiếp từ tiền điện tử sang tiền số, sang tiền fiat để đi tiêu dùng ở trong cái thẻ Visa. Anh ta ký quỹ với một ngân hàng của Singapore và một ngân hàng của Ba Lan, tạo ra một cái phần mềm ứng dụng trên điện thoại, nó giống như cái phần mềm Samsung Pay và Apple Pay mà chúng ta đang sử dụng trên điện thoại ấy. Và cái phần mềm này thì rằng là nó được kết nối trực tiếp với thẻ thanh toán quốc tế thông qua thông số của thẻ Visa. Và khi ký quỹ rồi thì là các khách hàng trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ của anh ta khi sử dụng cái phần mềm ứng dụng này có thể chuyển hóa được trực tiếp từ tiền điện tử, tức là từ Bitcoin, từ Ethereum, từ USDT và từ các cái đồng coin đang được giao dịch trên các sàn giao dịch tự do, chuyển hóa về tiền fiat được tiêu dùng trong thẻ Visa. Và khi đã chuyển thành thẻ Visa rồi thì bất kỳ một trung tâm thương mại, bất kỳ một cửa hàng mua sắm, bất kỳ một siêu thị tiện ích nào ở trên khắp các quốc gia trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Visa thì chúng ta đều có thể chuyển hóa bằng thị trường tiền điện tử. Và điều tuyệt vời hơn nữa thì cái công nghệ này sẽ được áp dụng trực tiếp vào ví Laika Wireless mà lát nữa em Hùng sẽ chia sẻ với mọi người. Người tiếp theo mà muốn chia sẻ với mọi người đó là anh Michael, thì anh ta đang là đạo diễn và diễn viên Hollywood, thì anh ta đang là đại diện về truyền thông về hình ảnh cho Laika. Đấy là những cái thông tin mà chia sẻ với mọi người một chút về cái founder, tức là cái nhà sáng lập. Khi họ đã là tỷ phú rồi, đúng không ạ, thì rằng là cái target và cái biên độ lợi nhuận của họ cần phải lớn, và cái điều đó là cái điều mà chúng ta mong muốn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn làm thế nào để chứng minh rằng là Laika này
nó là sản phẩm tài chính của các tỷ phú đó đây, đúng không? Vậy thì anh chị hoàn toàn có thể vào Twitter này, vào Telegram, vào các cái phương tiện thông tin truyền thông đại chúng của các cái người tỷ phú đó, đúng không? Để chúng ta có thể tìm hiểu thông tin về liệu Laika có phải sản phẩm tài chính của họ hay không. Ngoài ra thì các anh chị rằng là có thể rằng là tìm hiểu trên các cái nhóm cộng đồng. Trên nhóm cộng đồng thì cũng có rất là nhiều các cái đường link và bài viết liên quan về các cái phát biểu và các cái phát ngôn của tỷ phú Farhad cũng như của tỷ phú Maxim của Carlos về cái gì ạ, về sản phẩm tài chính Laika khi chuẩn bị được phân phối ra bên ngoài thị trường và cộng đồng trên các sàn giao dịch tự do trong thời gian tới. Ngoài ra thì chúng ta có thể lên YouTube, đúng không ạ, có hàng trăm hàng nghìn các cái video của nhiều của rất là nhiều các quốc gia trên thế giới, của các KOL đang review và đang chia sẻ các cái dự án, các cái dòng thông tin về Laika để đến gần hơn so với cộng đồng tính ở thời điểm hiện tại. Và hiện tại thì Laika có mặt trên hầu hết các quốc gia phát triển về thị trường tiền điện tử đình đám trên thế giới. Ví dụ như Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như thị trường Trung Quốc đại lục, ví dụ như là thị trường Nga, thị trường Kazakhstan, thị trường Ấn Độ, đúng không ạ? Thị trường Nam Phi. Và đây đều là những cái quốc gia mà có cái sức phát triển của thị trường tiền điện tử rất mạnh. Thì thời điểm hiện tại thì Laika đã đều có mặt và đều được mở bán trước ở trên các quốc gia này. Kể cả thị trường Đức, Đức cũng là một trong những quốc gia rất là phát triển trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu các thông tin trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc anh chị chỉ cần lên Google đánh cụm từ khóa là Laika thôi, thì chúng ta cũng sẽ tìm được rất là nhiều các cái cả bài đăng của các KOL người ta cũng đang nói về Laika trên cái thị trường về tiền điện tử này. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm hiểu các cái thông tin trên các cái sàn. Vâng, có một số các cái thành phần mà nó cũng không được tích cực cho lắm khi tham gia vào trong cái phòng riêng của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì bản thân là khi tham gia vào cái thị trường tiền điện tử có thể trong thời gian trước, đúng không ạ, vì là cái niềm tin của bạn đối với thị trường này không lớn, hay là do là có thể là do cái về cái tư duy của bạn ấy không đủ khi tham gia vào thị trường này, có thể là gặp một số cái dự án nào mà nó bị lừa đảo một cái điều gì đó, đúng không ạ. Chính vì vậy thì bạn có thể bị hao hụt về vấn đề tài chính, cho nên là bị ảnh hưởng trong vấn đề về dù một chúng ta trong phòng hôm nay thì chúng ta cũng hoan hỉ và hy vọng là bạn đấy thì là có thể là có thể là có thành công ở trong thời gian tới khi mà các bạn ý rằng là cứ tiếp bước ở cái sự phát triển trên thị trường. Ngày hôm nay tất cả những cái thông tin mà em mong muốn chia sẻ với mọi người nó là những cái thông tin mà để cho mọi người có thể hoan hỉ và đón nhận, đúng không ạ? Nó có thể phù hợp với người này, nó có thể không phù hợp với người khác. Tuy nhiên mỗi một cái điều mà chúng ta khi tham gia vào các cái phòng Zoom chúng ta đều được học cho chúng ta những cái điều ý nghĩa cho riêng mình. Nếu như cảm thấy hay tốt đẹp thì chúng ta có thể tiếp tục đầu tư và phát huy. Nhưng nếu như mà chúng ta cảm thấy nó không phù hợp với bản thân mình thì hãy lựa chọn cho mình những cái con đường khác, đúng không ạ? Cho để thay đổi được cái vấn đề về tư duy khi chúng ta tham gia vào cái thị trường này thì nó đã là một trong những cái khác biệt rất lớn, giúp cho những anh chị có thể thay đổi cái tư duy cũng như cái quan điểm của mình khi đi tham gia vào cái thị trường này rồi. Vậy thì đấy là những cái thông tin mà em Hùng muốn chia sẻ với mọi người để có thể nắm bắt được về về cái thị trường này một chút, cũng như là nắm bắt về Laika. Cái điều thứ hai mà em Hùng muốn chia sẻ với mọi người để cho mọi người có thể nắm bắt được cái thông tin ấy khi tham gia vào trong cái thị trường này, đó là gì ạ? Ngoài cái vấn đề các cái founder của chúng ta là những cái người rất là uy tín này, đúng không ạ? Họ đã là những cái tỷ phú đô la hàng đầu trên thế giới rồi. Vậy thì cái thứ hai ấy mà khi mà cái đồng Laika phát triển, cái điều khác biệt thứ hai của Laika so với các cái đồng coin khác, meme coin khác, đó là gì? Ngay từ khi bắt đầu, toàn bộ các hệ sinh thái cũng như ecosystem của Laika cũng đã được hoàn thiện, và tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn duy nhất một yếu tố nằm trong cái ecosystem, đó chính là cái mạng xã hội Metaverse của Laika thì chưa chính thức là public, đúng không ạ? Còn tất cả các cái thông tin trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã được sử dụng và trải nghiệm các cái không gian và tiện ích do các cái sản phẩm liên quan đến hệ sinh thái của Laika đem lại. Cái vấn đề đầu tiên đó là ngày hôm nay các anh chị hoàn toàn có thể lên Google Play, đúng không ạ? Khi chúng ta đánh cùng từ khóa là Laika Whitelist thì chúng ta có thể tải được cái ví Laika về. Với cái ví Laika này thì nó có hai vơ nhé, anh chị nhé. Cái vơ một nó là một cái nền tảng ví phi tập trung, giúp chúng ta có thể lưu trữ này, cũng có thể trao đổi này, đúng không ạ? Có thể kết nối trực tiếp với lại các cái sàn phi tập trung, các cái ứng dụng phi tập trung và các cái nền tảng phi tập trung đa tầng khác, giúp chúng ta có thể đến gần hơn so với lại cái công nghệ chuỗi khối của các cái nền tảng giao thức, giúp cho chúng ta tiết kiệm vào giao dịch và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra thì đối với cái ví Laika Whitelist này thì nó có một cái vơ 2. Đối với cái vơ 2 của cái ví Laika Whitelist này á, thì nó là một nền tảng tập trung. Nó được kết nối trực tiếp với thông số của thẻ tín dụng. Và khi kết nối với thông số của thẻ tín dụng thì anh Maxim là một trong bốn founder của Laika, anh ấy đưa cả một cái nền tảng B2B Payment Connect. Cái nền tảng này sẽ được áp dụng trực tiếp vào cái ví Laika này.
khi được áp dụng trực tiếp vào ví Laika này ở cái phơ 2 của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền fiat để chúng ta đi thanh toán và tiêu dùng ngay trong cái thẻ Visa được. Và đây chính là cái công nghệ cao cấp nhất của thị trường tiền điện tử tính thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì đối với thị trường, đối với cái ecosystem của Laika ấy, thì nó có một cái điều thứ ba nữa. Đó là cái công nghệ về Metaverse. Thì là chúng ta có thể truy cập vào cái website là metaverse.laika.org để chúng ta tham gia chơi các cái game Metaverse để chúng ta có thể nhận được code của NFT và nhận được các điểm point thưởng. Cái điểm point thưởng này thì sau này chúng ta sẽ có thể là chuyển đổi thành Laika và chúng ta có thể chuyển đổi thành USDT để chúng ta đi tiêu dùng. Ngoài ra thì là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào trong cái ví Laika Wireless để chúng ta tham gia chơi các cái game Play to Earn ở trên đó. Và chỉ còn một tuần nữa thôi, đúng không ạ? Trước khi buổi Zoom này thì là chúng ta cũng đã được nhận một cái thông báo ở trên Laika Cosmos. Đó là gì ạ? Là đã hợp tác thành công được với một cái đơn vị chuyên về cái vấn đề về Metaverse để cho 2 tuần nữa thì chính thức ra mắt cái game Metaverse đầu tiên của Laika. Đó chính là cái game nuôi cái chú chó Laika, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nuôi chú chó này từ nhỏ đến lớn và làm thế nào đó để cho chú chó đó có thể lên tàu vũ trụ và lên trên mặt trăng. Để đáp ứng được cho cái nhu cầu này thì là trên các cái điểm GPRS bất kỳ tại Việt Nam cũng như ở các quốc gia trên thế giới thì nó sẽ có các cái vật phẩm NFT được rơi bất kỳ và chúng ta sẽ có cơ hội nhận được các phẩm vật phẩm NFT này. Nếu như chúng ta không sử dụng các cái vật phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể lên cái chợ giao dịch để chúng ta giao dịch các cái vật phẩm đó để chúng ta thu về cái giá trị lợi nhuận, cũng như chúng ta có thể lên cái chợ giao dịch đó để mua các cái vật phẩm về để có thể nuôi giúp cho cái chú chó Laika của chúng ta nó có thể là lớn nhanh hơn, đúng không ạ? Ngoài ra thì nếu như các anh chị không thích thì các anh chị hoàn toàn có thể giao dịch cái chú chó Laika, tức là chúng ta có thể bán ở trên chợ để chúng ta thu cái giá trị tài chính về, đúng không ạ? Đây là cũng là một trong những cái mà thu hút được cái cộng đồng rất là lớn trong thời gian tới. Khi mà mọi người đam mê về cái bộ môn Metaverse và đam mê vào cái thị trường gaming khi tham gia vào thị trường tiền điện tử này, nó sẽ giúp chúng ta gia tăng được cái giá trị lợi nhuận khi chúng ta tham gia vào đây. Không chỉ là chỉ mua Laika, đúng không ạ? Tăng trưởng Laika, có lời từ Laika. Ngoài ra tham gia chơi game chúng ta cũng có các giá trị lợi nhuận nữa. Và 2 tuần nữa thì game của chúng ta có chính thức được phát hành. Và chúng ta hãy đón chờ cái sự kiện này trong vòng 2 tuần tới. Ngoài ra thì đối với Metaverse của Laika thì còn một cái điều nữa mà doanh nghiệp đang hướng tới. Với tất cả anh em chúng ta thì trong các buổi Zoom thì em Hùng luôn luôn chia sẻ với mọi người đó là Laika nó chỉ là một sự khởi đầu, đúng không ạ? Với các cái founder, với những nhà sáng lập của chúng ta thì Laika nó là một cái thị trường phễu, nó giúp cho cái thu hút được cái cộng đồng đến với cái nền tảng của Razer mà các cái tỷ phú này đang xây dựng cho cái nền tảng này. Vậy thì anh chị hình dung một cái điều này, cái hướng đi của Farhad ấy ạ, là đang xây dựng ra một cái nền tảng mạng xã hội Metaverse. Khi tham gia vào mạng xã hội Metaverse này thì cao cấp nhất của Metaverse nó chính là cái vấn đề về thế giới ảo, đúng không ạ? Thứ liên quan đến mạng thực tế ảo khi chúng ta đeo cái kính VR và AR đó. Nếu như khi tham gia vào cái mạng xã hội Metaverse của Laika sau này, giống như chúng ta tham gia một cái buổi Zoom này, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ và chúng ta đeo cái kính thực tế ảo VR lên thì giống như chúng ta đang ngồi ở trong một cái hội trường được xây dựng sẵn ở ngoài offline đó, và chúng ta đang được ngồi cạnh nhau và chúng ta đang được trao đổi nằm trong cái không gian ảo đó. Nếu như mà anh chị có thể xem và nhớ lại các cái video hay các cái bộ phim về viễn tưởng cách đây khoảng tầm 5 năm, 10 năm nói về cái việc mà chỉ cần đi họp là đeo kính vào sẽ vào một trong cái phòng ảo và chúng ta nhìn thấy nhau và được họp ở trên cái phòng, đúng không ạ? Khi kết thúc một cái chương trình họp là chúng ta chỉ cần tháo kính thì chúng ta sẽ bị biến mất vào trong cái phòng họp trong không gian ảo. Thì đấy là cái gì ạ? Các cái phim về viễn tưởng mà 5 năm, 10 năm trước, đúng không ạ? Chúng ta xem, chúng ta nhìn thấy cái điều đó thì hiện tại tất cả những cái điều đó nó đang được thực tế hóa tại cái thị trường về tiền điện tử, đặc biệt là cái công nghệ về Metaverse liên quan đến mạng xã hội Metaverse, và Laika đang hướng tới cái điều này. Chính vì vậy thì thông qua các sản phẩm tài chính như Laika thì Farhad và những đội tỷ phú, những cái nhà sáng lập này, họ sẽ thu hút được một cái lượng friend, hay nói khác là những cái lượng follow trung thành, để sau này khi tạo ra một cái mạng xã hội như thế thì sẽ đón nhận được những cái sự thông tin quan tâm của người dùng. Và hiện tại thì không chỉ là các cái founder của Laika mà còn có rất là nhiều các doanh nghiệp lớn trên thế giới, đặc biệt là Facebook thì cũng rất quan tâm về cái vấn đề về cái mạng xã hội Metaverse này, thì Laika cũng là một trong những đơn vị tiên phong để tạo ra cái cao cấp nhất của cái Metaverse.
Và cái đấy là cái mà Laika đang hướng đến trong thời gian tới. Vậy thì là ngoài các cái vấn đề thông tin liên quan đến hệ sinh thái, ngoài các cái vấn đề thông tin đến founder, thì thời điểm hiện tại cũng có hàng trăm các KOL ở trên thế giới, đúng không ạ? Có những cái người nào ít thì cũng phải vài trăm ngàn lượt follow trên trên các cái kênh phương tiện thông tin đại chúng của họ. Có những người nào nhiều thậm chí có đến 5 đến 7 triệu follow, đúng không ạ? Và thời điểm hiện tại thì là có rất là nhiều các KOL giống như vậy thì cũng đang review và chia sẻ các cái thông tin về Laika ra bên ngoài cộng đồng. Và anh chị hãy lưu ý là các cái KOL này họ chỉ public và chia sẻ thông tin thôi, họ không tham gia vào quy trình bán và khách hàng của họ không được mua trước Laika giống như cái quy trình bán trước mà chúng ta đang được tham gia và chúng ta được mua dưới dạng nhà đầu tư thiên thần. Vậy thì những cái khách hàng đang đón nhận thông tin từ những cái KOL người ta review như thế thì họ sẽ là những cái người mua các cái vòng TGE, tức là mua ở trên các sàn giao dịch tự do, đúng không ạ? Và theo thông tin mà buổi tối ngày hôm qua được bạn điều phối viên tại thị trường Việt Nam của chúng ta, đó là chính là vợ chồng bạn Nghĩa và Kami, cũng là người kết nối và đưa dự án Laika trực tiếp từ ở bên Dubai trở về Việt Nam, thì đêm hôm qua thì bạn cũng có public thông tin lên và trên các nhóm cộng đồng, đúng không ạ? Tức là trong thời gian tới hy vọng rằng là trong cuối tháng 3 này sẽ đúng được cái lịch giống như vậy, hoặc đầu tháng 4 thì là Laika sẽ list ít nhất là 3 sàn. Đó là sàn gì ạ? Sàn OKX, sàn Bybit và sàn Huobi, đúng không ạ? Khi list đồng loạt cùng 3 sàn này, đó là sàn top 2, top 3 và top 4 về volume giao dịch trong vòng 24 giờ trên CoinMarketCap tính đến thời điểm hiện tại. Và trung bình 3 sàn này, mỗi một sàn một ngày giao dịch lên tới khoảng tầm từ 10 tỷ đến 20 tỷ đô la trên một ngày, đúng không ạ? Và nếu như hợp tác thành công với Binance để làm gì ạ? Đáp ứng được các điều kiện để Binance nữa, thì Laika sẽ được list cùng một lúc trên 4 sàn giao dịch tự do, đó là Binance, Huobi, OKX và Bybit. Đây là một những thông tin cực kỳ tuyệt vời. Và chỉ còn khoảng tầm rất ít thời gian nữa thôi, bởi vì anh chị hãy hình dung một cái điều là bây giờ là ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 rồi, đúng không ạ? Vậy thì khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa thôi, khi mà chúng ta mua nó dưới vai trò là mua trong vòng mở bán trước dành cho nhà đầu tư thiên thần, thì cái thời gian đọng vốn của chúng ta nó rất là ngắn, đúng của anh chị? Và giá tại thời điểm hiện tại nó vẫn là 0.000635 đô la trên một đồng Laika nó. Và chỉ còn là thời gian khoảng tầm một ngày nữa thôi, nếu như thời tiết ủng hộ và cho phép, thì công ty cũng sẽ triển khai một cái chương trình marketing lớn đầu tiên để viral, giúp cho rằng là cái thông tin Laika được phủ rộng khắp hơn đến với lại là các anh chị em nằm trong cái thị trường crypto community này. Đó chính là đưa chú chó Laika lên không trung. Sự kiện này sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, tức là diễn ra vào ngày mai nếu như thời tiết ủng hộ. Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc mà đưa một chú chó lên khinh khí cầu và đi bay qua. Cái khinh khí cầu đó nó sẽ bay qua một vài quốc gia. Và chương trình này nếu như mà thời tiết ủng hộ và triển khai được thì sẽ được live stream và được phát trực tiếp trên toàn cầu. Và nó sẽ tạo ra một cái sự FOMO và lan tỏa rất lớn về một cái đồng memecoin, đúng không ạ? Và đối với khách hàng chỉ biết đến Laika thôi, đúng không ạ? Chỉ quan tâm Laika thôi nhưng không biết đến quy trình mua và bán, mua trước của các vòng mở bán trước của Laika, chắc chắn họ cần phải chờ mua ở trên các sàn giao dịch tự do, đúng không ạ? Và đương nhiên họ mua thì sẽ là mua của những nhà đầu tư thiên thần. Chúng ta mua được giai đoạn này, chúng ta bán ra ở trên sàn giao dịch tự do. Đó là cái chiến lược marketing đầu tiên. Sau khi marketing 2 tuần xong, sau sự kiện đầu tiên, thì Laika tiếp tục chuẩn bị cho chương trình viral marketing lần thứ hai là đưa chú chó Laika lên trạm vũ trụ không gian. Đó, và cái việc này thì cũng sẽ được triển khai sớm. Và cái việc cái chú chó Laika được đưa lên trạm vũ trụ không gian này, nó cũng sẽ tạo ra một cái tiếng vang rất là lớn của cái thị trường tiền điện tử này. Anh chị hãy lưu ý một cái điều, để tạo ra cái tiếng vang của cái nền tảng giao thức quy tụ trong mùa 2016, Farhad đã tạo ra các cái NFT, tạo ra các metaverse của Quitum, đưa nó lên tàu vũ trụ và đã gửi nó lên trên mặt trăng. Nó tạo ra cái sự FOMO và giúp cho Quitum có vốn hóa lên hơn 1.4 tỷ đô la, để marketing cho nền tảng blockchain trong cái mùa halving lần thứ 3 năm 2020 đó. Thì là ông Farhad, ông bỏ tiền ra, ông tài trợ toàn bộ cho Ferrari trong hai mùa đua công thức 1 trong năm 2021 và năm 2022 để tạo ra tiếng vang của nền tảng blockchain. Vậy thì đối với đồng Laika thì sao? Ông ta bỏ tiền ra marketing, chiến dịch đầu tiên thì em Hùng đã nói rồi, đó là đưa lên khinh khí cầu bay qua một vài quốc gia và phát sóng livestream trực tiếp trên toàn cầu. Chiến dịch marketing thứ hai là đưa chú chó Laika lên trạm vũ trụ không gian để FOMO thị trường về cryptocurrency trên toàn cầu. Vậy theo các anh chị, với các cái tín hiệu FOMO thế thì có đón được nhận sự quan tâm của nhiều người đến với Laika hay không, đúng không ạ?
Và cái điều quan trọng hơn nữa, khi cái chú chó Laika được đặt chân lên trạm vũ trụ không gian thì đây cũng chính vào là cái thời điểm thị trường tiền điện tử bước vào cái chu kỳ halving lần thứ tư. Đó là vào 31 ngày nữa thì sẽ diễn ra cái chu kỳ halving này, diễn ra cái sự kiện này, và cái chú chó Laika này nó sẽ đặt chân lên trên trạm vũ trụ không gian này ngay trước khi halving. Và đi theo anh chị là lúc đấy khi halving xong, dòng tiền bắt đầu đổ vào trong thị trường tiền điện tử, đổ vào cái thị trường về meme coin này, thì liệu Laika của chúng ta nó sẽ x được bao nhiêu lần, đúng không? Và đấy là những cái ngoài ra thì để marketing dài hạn cho Laika, để cho cái cộng đồng truyền thống ở bên ngoài có thể biết đến Laika nhiều hơn, thì Fahad và đội ngũ nhà sáng lập này họ kết hợp trực tiếp với lại hãng nước tăng lực Red Bull, là một trong những hãng nước tăng lực lớn nhất trên thế giới tính ra thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thì Red Bull cho ra hai dòng sản phẩm nước tăng lực mới mang logo và thương hiệu của Laika. Và chính cái sự kiện ngày 20 tháng 3 này thì Laika kết hợp với Red Bull để gì ạ? Để đưa cái chú chó Laika này lên khinh khí cầu để bay vòng quanh qua một số quốc gia, cũng là gì ạ? Để FOMO và để viral thêm hai cái dòng sản phẩm nước tăng lực để cung ứng và bán ra bên ngoài thị trường. Và chương trình marketing này thì rằng là do đội marketing của Red Bull triển khai vào ngày mai nếu như thời tiết ủng hộ. Cái tiếp theo là hợp tác với lại tập đoàn Ruri, đây là cái tập đoàn mà sản xuất ra rượu vodka của Nga. Thì là cái đơn vị này cho ra một riêng một cái dòng rượu vodka mang logo và thương hiệu của Laika và được mở bán công khai trên toàn cầu. Vậy theo các anh chị, để phục vụ cho các cái chiến lược marketing này, đúng không ạ? Thì doanh nghiệp cần phải đổ ra một cái số lượng tiền lớn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và cái việc họ marketing càng lớn, họ marketing càng rộng, thì cái cộng đồng crypto community ở bên ngoài biết đến Laika càng nhiều. Vậy thì khi mà Laika list sàn thì rằng là cái tỷ lệ mua và bay của Laika nó sẽ càng lớn. Đương nhiên khi mà cái biên độ lợi nhuận lớn như thế thì chúng ta là những nhà đầu tư thiên thần. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái lời, có được cái lợi nhuận tại khi tham gia trong giai đoạn này. Vậy thì đây chính là những cái dòng thông tin mà em Hùng muốn chia sẻ và public lại cho các anh chị nằm trong buổi Zoom ngày buổi tối ngày hôm nay, những cái thông tin biến động trong thời gian vừa qua và các cái sự kiện sắp tới của Laika. Vậy thì là thời gian còn lại thì sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ bật cái việc mà chat trên khung chat, đúng không ạ? Và em Hùng sẽ tiếp tục rằng là làm nhịp cầu nối để có thể rằng là giải đáp các băn khoăn thắc mắc của các anh chị khi tham gia vào Laika tại thời điểm hiện tại. Những anh chị có băn khoăn thắc mắc nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi lên khung chat để em Hùng có thể rằng là giải đáp các băn khoăn thắc mắc của các anh chị. Và những cái câu hỏi nào mà nó mang tính vĩ mô hơn mà tại thời điểm hiện tại thì cái anh Hùng chưa trả lời được thì cũng sẽ xin phép rằng là ghi nhớ lại những cái câu hỏi đó để cho các cái buổi Zoom lần sau, để khi mà nhận được những thông tin mới hơn từ doanh nghiệp thì em Hùng sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Vâng, xin mời mọi người đi ạ, chúng ta có thể đặt các câu hỏi lên khung chat ạ. Vâng, có một cái câu hỏi đầu tiên đến từ anh Trung, đúng không ạ? Thì anh Trung có đặt ra câu hỏi là cụ thể chính xác thời gian bao nhiêu lâu thì là Laika sẽ list sàn. Cái vấn đề này thì em lại trao đổi với mọi một chút nữa này. Đứng trên góc độ của doanh nghiệp với một số các cái điều khoản với các sàn giao dịch thì doanh nghiệp không được public thông tin chi tiết về thời gian list sàn dành cho cộng đồng khi mà sàn chưa treo banner và thông tin trên sàn. Nhưng tuy nhiên cái thông tin mà chúng ta có thể public được với nhau đó là trước hết ở trên sàn OKX và Bybit thì cũng đã bắt đầu là có rất là nhiều các cái thông tin về cái việc sản phẩm của Laika rồi. Cái thứ hai đó là trên sàn Bybit, đúng không ạ? Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có 2 tuần để giúp cho các khách hàng là những thành viên mới khi đăng ký tài khoản đầu tiên trên Bybit mà nhập mã số code của người bảo trợ đó là Laika, thì chúng ta tham gia vào cái chương trình đó là được tặng chú chó robot và được tặng kính Apple Vision, đúng không ạ? Thì khi tham gia vào như thế thì là nó là một cái tín hiệu của sàn Bybit, chắc chắn một điều Laika sẽ được list trên các cái sàn đó, thì là họ mới sử dụng Laika làm cái sản phẩm để tặng cho các khách hàng và những thành viên mới giống như vậy. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, những cái khách hàng và những thành viên mới nào mà mới lần đầu tiên đăng ký tài khoản trên Bybit, thậm chí chúng ta còn được tặng 10 đô, và cái 10 đô sau này sẽ được quy đổi bằng giá trị bằng Laika và tặng lại trên cái ví Laika nằm ở trên cái tài khoản nằm trên sàn Bybit đó. Cái đây là những cái tín hiệu cực kỳ mới. Ngoài ra thì ngay trong đêm ngày hôm qua thì em cũng có nhận được cái thông tin của vợ chồng của bạn Nghĩa Kami, là một trong những người điều phối viên tại thị trường Việt Nam và cũng là một trong những leader phát triển rất xuất sắc tại thị trường.
là những cái leader xuất sắc nhất của thị trường và cũng chính là người kết nối của Laika về thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Thì rằng là cái việc mà trong thời gian vừa qua ấy, rằng là cái thông tin trong thời gian vừa qua nhẽ ra là Laika đã lead ở trên sàn OKX và Bybit rồi, bởi vì theo kế hoạch đợt 1 thì rơi vào từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 thì Laika sẽ được chào trên sàn, được mở bán trên sàn OKX và Bybit. Nhưng anh chị hãy hình dung một cái điều như này này. Khi mà các cái sàn lớn bắt đầu nhận được thông tin về tỷ phú Farhad và đội ngũ founder của họ bắt đầu tập trung vào các cái sản phẩm thị trường năm 2024 này, thì rằng là Laika được rất là nhiều các cái sàn được mời lên để listing ở trên các cái sàn lớn, trong đó là có sàn Binance, đúng không ạ? Trong đó có sàn Binance. Và điều kiện cơ bản để list trên Binance là cần 120.000 đến 150.000 holder. Nhưng khi mà sàn Binance ngỏ lời muốn Laika listing ở trên sàn của họ, thì rằng là tỷ phú Farhad có đàm phán ngược trở lại với sàn Binance, đó là chỉ cần 60.000 holder thì list trên Binance có được không? Và hiện tại thì đang nằm trong cái giai đoạn thỏa thuận giữa Farhad và sàn Binance, và có thông tin cụ thể chính thức. Và hiện tại thì là với Laika của chúng ta thì tiên để list ở trên Binance trước. Chính vì vậy rằng là đang tạm thời dừng cái quy trình để list ở trên sàn OKX và Bybit. Và ngoài ra thì rằng là do số lượng holder của chúng ta chưa đủ, cho nên là Laika được tiếp tục mở bán thêm 2 tuần nữa để chúng ta đạt được đủ cái số lượng holder này để đủ điều kiện là list ở trên Binance, được list ở trên Binance. Đó, và chậm nhất là vào cuối tháng 3 bước sang đầu tháng 4 này là Laika sẽ lead ở trên các cái sàn rồi. Và tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta không còn cần phải lo lắng về cái vấn đề liệu Laika có lead sàn hay không nữa, đúng không ạ? Bởi vì rằng họ đã là tỷ phú, họ đã ra mặt để họ phát triển sản phẩm của họ, có hàng trăm KOL nổi tiếng ở trên thế giới với tỷ lệ follow toàn 500.000 với lại đến hơn 1 triệu lượt follow đang chia sẻ các thông tin về Laika trên toàn cầu rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta không cần phải lo lắng ở cái vấn đề Laika liệu có lead sàn hay không, đúng không ạ? Và cái gì ạ? Cái rủi ro lớn nhất của chúng ta khi tham gia vào Laika tại thời điểm hiện tại là có thể Laika sẽ list sàn chậm hơn dự kiến. Để làm gì ạ? Để do cái nhịp của cái dòng tiền đổ vào trong cái thị trường tiền điện tử này, đúng không ạ? Các anh chị hãy hình dung một cái điều nữa này. Đối với những cái người tỷ phú đô la ở trên thế giới, việc họ phát triển một cái nền tảng sản phẩm tài chính của họ, đúng không ạ? Không phải lúc nào họ muốn đưa lên sàn, nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và cái yếu tố quan trọng nhất của cái thị trường về tiền điện tử này đó là dòng tiền ở bên ngoài, tức là cái dòng tiền của cái thị trường tự do nó đổ vào trong cái thị trường tài chính khi nào, đúng không ạ? Nếu như mà list sớm quá, cái dòng tiền nó đang đổ vào để nó bơm Bitcoin và Altcoin, đúng không ạ? Thì rằng là cái tín hiệu FOMO chung của cái cộng đồng nó cũng không nhiều, đúng không ạ? Cho nên rằng là cái việc cân đối list sàn tại thời điểm nào, list lên sàn nào, đúng không ạ? Và giá trị tăng trưởng bao nhiêu dành cho cái vấn đề đấy là của doanh nghiệp và market maker. Còn thông tin là đối với của chúng ta ngày hôm nay thì là đối với những khách hàng thời gian cũ thì chúng ta cũng đang bị ở trong cái vấn đề về tâm lý bị chờ đợi khi mà Laika nó đang chưa list lên sàn, đúng không ạ? Nhưng đây nó lại là cơ hội dành cho những khách hàng và những thành viên mới, đúng không ạ? Cũng là cơ hội dành cho các anh chị có thể làm gì chia sẻ lại cái cơ hội với Laika đối với những người thân, người quen và những người bạn bè của mình, và trong thời gian vừa qua chúng ta chưa kịp chia sẻ thông tin cho người ta, đúng không ạ? Và những cái người nằm trong mối quan hệ của chúng ta trong thời gian trước chúng ta chia sẻ thông tin gì ạ? Nó chưa có những cái thông tin nó được cập nhật hàng ngày, chưa được có những thông tin cập nhật hàng tuần giống như bây giờ, thì chúng ta hãy nhấc máy lên, đúng không ạ? Hãy chuyển các cái thông tin này dành cho họ để họ có thể gia tăng thêm được cái giá trị niềm tin để họ mua được Laika tại thời điểm hiện tại đó. Vậy thì đấy là cái đầu tiên mà mong muốn chia sẻ cho mọi người liên quan đến cái vấn đề về cái thông tin về list sàn, đúng không ạ? Vòng thiên thần mở bán cho bất cứ ai muốn mua bao nhiêu cũng được, vậy thì còn là vòng dành cho nhà đầu tư thiên thần hay không? Thực ra thì nếu như cái câu hỏi này thì chắc chắn một cái điều là bạn ST này là không thường xuyên tham gia vào thị trường tiền điện tử. Nếu như mà anh chị tham gia vào thị trường tiền điện tử trong thời gian vừa qua thì anh chị hình dung thế này. Cái vòng mở bán trước ấy, nó lại có một cái câu chuyện em cần phải chia sẻ với mọi người. Khi bắt đầu mà em tham gia vào Laika thì trong cái buổi Zoom đầu tiên với tỷ phú Farhad và tỷ phú Maxim, em có đặt ra một cái câu hỏi là đó là ngày hôm nay ấy, khi mà Laika mở bán như này ấy, thì thường các cái đồng coin khi mở bán cái vòng đầu tiên này, cái vòng seed round này ấy, thì thường là dành cho các cái quỹ, và càng cái đồng coin nào tiềm năng thì các quỹ đổ tiền vào càng nhiều, đúng không ạ? Đó, giống như anh chị hoàn toàn có thể biết trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Có một cái đồng coin trong năm 2023 nó rất là đình đám ở thị trường, đó là cái đồng Aleo. Cái vòng mở bán trước của họ là hơn bao nhiêu ạ? Hơn 200 triệu đô la, đúng không ạ? Hơn 200 triệu đô la được mua ở trong cái vòng mở bán trước. Vậy mà mọi người vẫn đang đi làm gì ạ?
lao vào để làm cách nào đó tại thời điểm hiện tại có thể sở hữu được cái đồng ALEO thông qua các cái thiết bị đào, các chương trình đào và các phương pháp đào. Tại sao mọi người không sợ là ôi có tới 200 hơn 220 triệu đô la nó bán trước rồi, vậy thì cái đồng này lên sàn 220 triệu đô đấy nó xả ra bên ngoài thì kiểu gì liệu là ALEO nó có bay được không? Không ai người ta suy nghĩ đến cái điều đấy cả, và mọi người vẫn đang tìm một cách nào đó để có thể sở hữu được ALEO trong cái vòng này. Mọi người có công nhận với em không ạ? Trong thời gian vừa qua, nếu như mọi người theo dõi ở cái thị trường tiền điện tử này, có bao nhiêu cái đồng coin mà cái vòng mở bán trước nó có dưới 50 triệu đô ạ? Rất ít. Đa số toàn cái vòng mở bán nó là 100 triệu đô. Có những cái đồng á, nó không mở bán mà nó cho không ra bên ngoài thị trường 150 triệu đô tiền coin được cho không ra bên ngoài thị trường thông qua các vòng airdrop. Đúng không ạ? Có những đồng coin là 100 triệu đô la ngay cái gì ạ? Airdrop, tức là tặng không miễn phí ra bên ngoài cộng đồng. Nhưng khi mà nó lý sàn nó vẫn tăng được 100 lần, 200 lần, 300 lần đấy. Anh chị phải hình dung một cái điều đó là gì ạ? Anh chị phải hình dung đó là đấy chính là cái mở bán trước và cái số lượng ở bên ngoài thị trường đấy ạ. Cái số lượng bên ngoài thị trường. Và với Laika của chúng ta tại thời điểm hiện tại thì là cái vòng mở bán trước này nó chưa được 10 triệu đô la đâu anh chị ạ. Nó chưa được 10 triệu đô la. Đúng không? So với một số các đồng coin khác là 220 triệu. Đúng không ạ? Giống như ALEO hay so với một số các đồng coin khác mà nó chỉ airdrop ra bên ngoài, nó cũng hàng trăm triệu đô nó airdrop ra bên ngoài thị trường. Vậy thì theo anh chị các cái đồng coin đấy nó vẫn có thể tăng được hàng trăm hàng ngàn lần trên sàn giao dịch tự do, đúng không ạ? Vậy thì Laika liệu rằng là cái sức tăng trưởng nó sẽ đến đâu khi mà cái vốn hóa rây về bây giờ nó đang chưa tới 10 triệu đô la? Và khi hỏi cái câu hỏi đấy với tỷ phú Farhad thì tỷ phú Farhad có nói rằng là chỉ có những cái founder, những cái nhà sáng lập nào yếu về tiềm lực về tài chính thì mới cần phải gọi quỹ vào và chia nhỏ rủi ro dành cho quỹ. Còn mục tiêu của chúng tôi đó là cộng đồng. Nếu như bạn có một cái gì ạ, một cái sản phẩm tài chính đủ tốt và tiềm lực tài chính của bạn cũng tốt, thì liệu bạn có cần phải gọi quỹ, gọi người khác vào để chia nhỏ cái lợi nhuận của bạn dành cho cái quỹ hay không, đúng không? Chia cái lợi nhuận từ con đẻ của bạn cho quỹ hay không? Đó, mục tiêu của quỹ là chỉ rót vốn, quỹ không tham gia vận hành và không tham gia tạo giá trị cộng đồng. Vậy thay vì cái việc mở bán dành cho quỹ thì Laika dành mở bán dành cho các nhà đầu tư thiên thần. Và mục tiêu của Laika khi mở bán dành cho nhà đầu tư thiên thần ấy, nó không phải là cái lượng vốn để rơi về, mà nó ở cái vấn đề về tạo ra bao nhiêu member và tạo ra bao nhiêu holder. Và cái việc bán trước nằm trong cái affiliate marketing của Laika, nó chỉ là một phần thí điểm khi mà họ muốn áp dụng mô hình multi-level marketing vào trong cái thị trường cryptocurrency để họ xem cái sự quan tâm của cộng đồng đối với cách vận hành theo hình thức affiliate nó như thế nào mà thôi. Còn từ xưa đến giờ thì đội ngũ Farhad này, đội ngũ lập trình này, họ chưa bao giờ làm MLM với các sản phẩm tài chính của họ. Họ đều gì ạ? Họ đều thổi trên các kênh của KOL, họ đều sử dụng các sàn giao dịch để làm gì ạ? Họ FOMO các sản phẩm tài chính của họ và họ vẫn thắng. Các sản phẩm tài chính của họ vốn hóa vẫn lên một vài tỷ đô, đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cần phải nhìn nhận lại là chúng ta đang là một trong những cái người rất là may mắn khi mà Laika có cái phòng affiliate dành cho nhà đầu tư thiên thần, và chúng ta đang có cơ hội để sở hữu Laika ở trong cái thời điểm hiện tại. Để sở hữu Laika tại thời điểm hiện tại. Khi nào mà khi trước khi list sàn 5 ngày thì là chúng ta có thể là rút được Laika về về ví cá nhân của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể rút trực tiếp lên các cái sàn giao dịch khi mà đã có thông báo niêm yết. Cái việc rút coin lên sàn này thì chúng ta sẽ được rút là 30% trên số lượng coin mà chúng ta mua. Trên số lượng coin mà chúng ta mua. Anh chị hãy hình dung như thế này, nếu như chúng ta có 100 triệu Laika, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta rút về, chúng ta sẽ có 30 triệu Laika, đó là khả dụng. Cái số lượng coin này chúng ta có thể rút về ví cá nhân nằm trong cái nền tảng của Solana, hoặc chúng ta có thể rút trực tiếp lên sàn mà Laika sẽ được trainer là list ở trên đấy, thì nó sẽ có cái mã giao dịch ở trên đấy và chúng ta có thể rút trực tiếp Laika ở trên đấy để thuận tiện cho các vấn đề về giao dịch của chúng ta. Số lượng 70% còn lại chúng ta sẽ được chi trả tối đa đều trong vòng 12 tháng. Tức là cho dù Laika có tăng hàng trăm lần, hàng ngàn lần, hàng chục lần đi nữa, hàng chục ngàn lần đi chăng nữa, thì mỗi một tháng chúng ta cũng sẽ có một số lượng Laika cố định được trả ra cho chúng ta cứ 30 ngày một lần thông qua 70% số lượng coin còn lại. Đó là cái vòng mở bán dành cho nhà đầu tư thiên thần. Đó. Và so với cái số lượng về lượng vốn để raise về bây giờ là chưa đầy 10 triệu đô la, thì so với một số các cái đồng coin trên sàn giao dịch trong thời gian vừa qua thì cái lượng vốn này đang là rất là nhỏ. Nó chưa bằng 1/10. Nó chưa bằng 1/10 so với lại cái lượng airdrop của các đồng coin khác ra bên ngoài thị trường đâu.
cho là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Cái việc mua nội bộ kéo thông qua bot Telegram được kéo dài đến ngày nào thì là trước khi lít sàn khoảng tầm từ 5 đến 7 ngày thì cái chương trình mở bán dành cho nhà đầu tư thiên thần nó sẽ kết thúc. Vậy thì anh chị đã hình dung một điều như này. Đó, theo dự kiến của bên phía doanh nghiệp thì cuối tháng 2, cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì Laika sẽ lít sàn, và ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 rồi. Vậy thì cái cơ hội dành cho chúng ta được mua Laika dưới dạng nhà đầu tư thiên thần với cái giá rất thấp như này nó sẽ không còn nữa. Vậy nếu như anh chị nào vẫn còn đang băn khoăn thắc mắc và trong thời gian vừa qua chưa sở hữu Laika thì chúng ta hãy mua nhanh đi, đúng không ạ? Bởi vì rằng là cái chương trình mở bán dành cho nhà đầu tư thiên thần trên bot của Telegram này nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào anh chị nhé, nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, cho nên là anh chị hãy nhanh chóng ra quyết định trước khi rằng là quá muộn rồi ạ. Có một câu nói về cái vấn đề về pass của Laika. Về cái vấn đề pass của Laika này thì khi chúng ta tạo tài khoản ấy thì rằng là cũng đã có một cái cảnh báo, nếu như chúng ta bị mất mật khẩu thì rằng là sẽ không khôi phục được lại mật khẩu, cho nên là chúng ta cần lưu ý rằng là cần phải nhớ. Và có một cái điều cho một số các anh chị mà chúng ta hay quên ấy, là bởi vì thường thì từ xưa đến giờ ấy, cái ký tự đặc biệt khi chúng ta đặt mật khẩu ở thị trường Việt Nam của chúng ta, mọi người có một cái thói quen là hay dùng A còng. Nhưng với lại cái bot Telegram của chúng ta thì cái A còng đằng trước ấy, thì nó là cái định danh bắt buộc của Telegram khi chúng ta đi tìm cái địa chỉ username. Cho vậy rằng là chúng ta đặt cái ký tự đặc biệt là A còng thì chúng ta không có đặt được. Cho nên rằng là anh chị hãy lưu ý trường hợp mất mật khẩu. Trường hợp mất mật khẩu nhé, thì có thể là do các anh chị hay bị cái thói quen đó là ký tự đặc biệt các anh chị dùng A còng. Với cá nhân em Hùng thì hay khuyên khách hàng là cái ký tự đặc biệt có thể dùng thăng hoặc đô la để cho các anh chị rằng là có thể dễ lưu tâm được cái phần mật khẩu này. Cái trường hợp bot Telegram của các anh chị thì mất mật khẩu sẽ mất tài khoản nhé. Công ty cái vấn đề liên quan đến cái mật khẩu này thì anh chị cần phải nhớ. Nhưng anh chị nào mà đang chưa nhớ được cái mật khẩu của mình thì anh chị hoàn toàn có thể thực hiện theo một phương pháp như sau. Anh chị có thể vào phần help. Trong phần help thì nó có cái phần đổi mật khẩu ấy. Thì khi vào cái phần đổi mật khẩu thì nó sẽ yêu cầu mọi người là nhập mật khẩu cũ, đúng không ạ? Vậy thì trong cái lúc này thì nó không giới hạn cái số lần nhập mật khẩu của các anh chị đâu. Cho nên rằng là các anh chị hãy nhập vào đấy, và chúng ta có thể nhập đến khi nào mà chúng ta nhớ được cái mật khẩu thì thôi. Còn đối với các anh chị hãy lưu ý một điều nữa, đó là mật khẩu của chúng ta bao gồm ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Và đặc biệt trong đó là ký tự đặc biệt chúng ta không dùng được A còng. Chính vì vậy là những anh chị nào có thói quen hay nhập cái ký tự bằng A còng thì chắc chắn là hay bị quên mật khẩu đấy. Chúng ta có thể nhập thăng hoặc đô la hoặc các ký tự đặc biệt khác mà các anh chị hay sử dụng nhé. Đấy. Rồi. Thì đấy là những cái thông tin mà em Hùng muốn chia sẻ với mọi người. Có một cái điều nữa thì là em Hùng cũng cần phải nhấn mạnh với mọi người, đó là anh chị hay quan tâm về cái vấn đề về tổng cung. Anh chị hay quan tâm đến các cái vấn đề về vốn hóa. Rồi anh chị hay quan tâm đến cái vấn đề số lượng khả dụng ra bên ngoài thị trường. Như vừa rồi em Hùng có chia sẻ với mọi người, có rất là nhiều các cái đồng coin trong thời điểm vừa qua, đúng không ạ? Không nói là các cái vòng mở bán trước của nó, đúng không ạ? Đương nhiên cái range về cái vòng mở bán trước nó rất là nhiều, giống như là một số các đồng, ví dụ như em nói đúng không ạ, hơn 220 triệu đô được mở bán trước của Aleo chẳng hạn, đúng không ạ? Và khi đương nhiên mở bán trước thì sẽ có một số lượng coin khả dụng trước ra ngoài thị trường. Tại sao mà nó vẫn cứ thu hút được cái số lượng quan tâm của nhiều người, đúng không ạ? Có những cái đồng coin nó cũng mở bán trước hàng trăm triệu đô, nó vẫn có thể tăng giá hàng trăm hàng ngàn lần trên các sàn giao dịch tự do. Có những cái đồng coin, các cái vòng không tính cái vòng mở bán trước, nguyên cái số lượng coin airdrop tặng ra bên ngoài thị trường 50 đến 70 triệu đô coin airdrop được tặng ra bên ngoài thị trường. Mà đã là coin airdrop là coin được khả dụng, đúng không? Anh chị có thể rút ngay về ví và có thể bán ngay khi lên sàn, đến 50 đến 70 triệu đô la. Có những airdrop nó lên tới hơn 150 triệu đô la. Số lượng airdrop được tặng ra bên ngoài thị trường, đúng không? Tại sao mà nó vẫn có thể tăng giá hàng trăm hàng ngàn lần được. Vậy thì quay ngược trở lại đối với lại một cái câu hỏi vừa rồi, có một khách hàng đặt câu hỏi đó là gì ạ? Là tổng cung của Laika là bao nhiêu? Ngay khi chúng ta xác định đến với một đồng meme coin, chúng ta cần phải xác định tư duy ở trong đầu đó là tổng cung của nó rất là lớn rồi, đúng không ạ? Nhưng anh chị hình dung tổng cung càng lớn thì đằng gì ạ? Cái số phẩy đằng sau, số không đằng sau số phẩy nó càng nhiều, tức là sao ạ? Giá nó sẽ càng thấp, đúng không ạ? Vậy thì là cái tổng cung nó không quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng là gì ạ? Nó quan trọng là cái vốn hóa pha loãng. Anh chị hình dung như này, đối với tổng cung của Dogecoin là hiện tại là không có số lượng cố định, tức là nó là vô cực.
tổng cung của Dogecoin. Tổng cung của Shiba Inu là 1.000 tỷ coin. Tổng cung của Pepe là 460.000 tỷ. Còn tổng cung của Laika của chúng ta chỉ có 1.000 tỷ đồng thôi. Tức là bằng 1 phần 460 của Pepe Coin và bằng 1 phần 1.000 của Shiba Inu anh chị nhé. Vậy thì cái mà nếu như anh chị quan tâm về cái vấn đề về tổng cung thì thực tế anh chị cần phải quan tâm hơn một cái điều mà em Hùng sẽ phân tích sau đây. Và cái điều này là trong tất cả các buổi Zoom em Hùng đều nói đi nói lại rất là nhiều cái lần này về yếu tố về kỹ thuật khi chúng ta tham gia vào để nắm bắt được. Đó chính là cái vốn hóa pha loãng. Bình thường anh chị hay quan tâm vốn hóa. Vốn hóa thì sẽ bằng tổng cung nhân với giá trị thời điểm hiện tại thì sẽ ra vốn hóa. Nhưng cái vốn hóa pha loãng thì nó lại hoàn toàn khác. Mà cái vốn hóa pha loãng này nó mới ảnh hưởng tới cái giá trị của một cái đồng coin ở trên các sàn giao dịch. Vậy thì ngày hôm nay anh chị hình dung một cái điều như này. Hiện tại thì tổng lượng vốn raise về của Laika nó là trên dưới 7 triệu đô. Em Hùng cứ lấy tròn nó là 10 triệu đi để phân tích cho anh chị cho nó dễ, đúng không ạ? 10 triệu đô cái lượng bán trước ở trong các cái vòng bán trước dành IDO dành cho những nhà đầu tư thiên thần. Nó là quá bé so với các đồng coin khác. Nó chưa bằng một phần airdrop để tặng ra thị trường đối với các đồng coin trong thời gian vừa qua trên Binance đâu ạ. Đúng không ạ? Nó chỉ có em tính tròn đi, nó là 10 triệu. Vậy thì anh chị hãy hình dung nữa này. Nếu như cái vốn hóa 10 triệu này là cái số lượng vốn mà công ty raise về, tức là công ty gọi vốn về, nó là 10 triệu, đúng không ạ? Vậy thì khi được mở ra 30%, nó giống như cái câu hỏi anh chị nào vừa mới hỏi đang là phân tích lại cái vấn đề về chi trả ra đấy ạ. Thì anh chị hình dung nếu như anh chị có 100 triệu, mua được 100 triệu đồng Laika, thì khi chúng ta được rút ra, chúng ta được rút là 30% tương đương với 30 triệu đồng Laika khả dụng, đúng không anh chị? Đó, vậy thì tương đương với cái việc nếu như cái vốn hóa raise về của doanh nghiệp đó là 10 triệu đô, thì tương đương với cái việc rằng là sẽ có 3 triệu đô. Vậy chính 3 triệu đô này, đúng không ạ? Nó chính là cái số lượng coin khả dụng có được phép phân phối ra bên ngoài thị trường. Vậy thì đây chính là vốn hóa pha loãng. Đúng không ạ? Đây chính là cái vốn hóa pha loãng. Và cái 3 triệu đô này này nó mới là cái điều quan trọng anh chị ạ. 3 triệu đô này nó mới là điều quan trọng. Nhưng mà theo anh chị là 3 triệu đô này thì có phải rằng là sẽ được bán hoàn toàn hết ra bên ngoài thị trường không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Chắc chắn là không. Thậm chí có những khách hàng mà ngồi em mà trao đổi với em Hùng kêu rằng là phải hâu con Laika từ 6 tháng đến 8 tháng sau khi nó đạt được giá trị đỉnh của đỉnh rồi họ mới ra hàng khi mua ở giá trị nhà đầu tư thiên thần, đúng không ạ? Sẽ có khách hàng nào mà khi bỏ tiền, cái số lượng tiền mua Laika đang vượt quá so với cái mức thu nhập hiện tại của chúng ta, thì em Hùng hoàn toàn đưa ra một lời khuyên cho mọi người là chúng ta nên chốt lời để thu cái gốc về đã, đúng không ạ? Còn đối với những anh chị nào mà chỉ mua 1-200 đô, 1-2 ngàn đô hay 10 ngàn, 20 ngàn đô, nhưng cái số tiền đấy nó không ảnh hưởng tới cuộc sống và các cái mức thu nhập của các anh chị, thì các anh chị hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng Laika nó có thể ích lên một cái giá trị nhiều hơn, đúng không ạ? Vậy thì cái 3 triệu đô Laika này đâu có phải là bán hết 30% này ra bên ngoài thị trường đâu, đúng không ạ? Em Hùng lấy một cái ví dụ cơ bản, 30% số lượng khả dụng này sẽ được bán ngay để thu hồi vốn về. 30% các khách hàng khi tham gia và mua Laika tại cái vòng mở bán trước sẽ được bán ngay để thu vốn về. Vậy thì tương đương nó là chỉ có 1 triệu đô thôi. Tương đương nó chỉ có 1 triệu đô được bán ra ngay để thu vốn về thôi, đúng không ạ? Vậy thì rằng là cái việc 1 triệu đô này nó rất là nhỏ so với cái việc cái cả một cái dự án nó đang xây dựng mà nó được vận hành. Vậy thì cái việc mà thổi giá, cái việc mà giá của Laika nó sẽ tăng trưởng lên là chắc chắn rằng là nó sẽ có rồi, đúng không ạ? Đấy là phân tích về cái yếu tố kỹ thuật để cho các anh chị có thể nắm được ở cái điều đó. Ngoài ra anh chị hình dung một cái điều này, cái điều này trong tất cả các buổi Zoom thì em Hùng cũng thường xuyên nói với để mọi người có thể nắm được, đó là khi chúng ta được mua với giá của nhà đầu tư thiên thần rồi ấy, thì thường các đồng coin nó mở bán IDO dành cho nhà đầu tư thiên thần này, cái giá bắt đầu chào cái sàn giao dịch tự do ấy, thường là nó sẽ cao gấp 3 đến 5 lần so với cái giá bán IDO của cái vòng cuối cùng đó. Vậy thì chỉ cần Laika nó lên list ở trên một sàn giao dịch tự do thôi, đúng không ạ? Nó ít được 3 lần. Thì anh chị đã hình dung là ít nhất các anh chị đã lấy khoảng tầm 9 đến 10 lần với cái vị thế mà các anh chị đang tham gia tại thời điểm hiện tại. Nếu như Laika ấy được 5 lần trên sàn giao dịch tự do thì tại vị thế mà anh chị đang tham gia tại thời điểm hiện tại, chúng ta có thể ấy được từ 10 lần đến 15 lần. Nếu như Laika ấy được 10 lần ở trên sàn giao dịch tự do thì tại cái vị thế của chúng ta tại thời điểm hiện tại ấy, tại cái vị thế của chúng ta tại thời điểm hiện tại, chúng ta có thể ấy được từ 15 đến từ 20 đến 30 lần, đúng không ạ? Và nếu như Laika ấy được 100 lần trên sàn giao dịch tự do thì có thể tại cái vị thế của chúng ta sẽ ấy được 300 lần cái giá trị tài sản của chúng ta lên, đúng không ạ? Vậy thì quan trọng nhất là chúng ta cân đối như thế nào, mức target của chúng ta là bao nhiêu, đúng không ạ? Và niềm tin của chúng ta vào Laika nó đến đâu.
Có thể ngày hôm nay em Hùng đang tin tưởng rất là nhiều vào Laika, em Hùng mua tới 62.000 đô la tại Laika, nhưng các anh chị đang chưa tin tưởng về cái sự thành công của dự án, anh chị có thể mua ít hơn, hãy mua bằng cái giá trị niềm tin của mình dành cho Laika, đúng không ạ? Mà một cái điều nữa thì rằng là cũng là một cái lời kêu gọi của những anh chị em nằm trong câu lạc bộ Laika Việt Nam, mong muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Trong thời gian hiện tại bây giờ chúng ta đang được chạy đua với thời gian để đạt đủ cái số lượng holder để kịp cái tiến độ là list ở trên sàn Binance vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 này. Thay mặt cho các anh chị nằm trong câu lạc bộ Laika Việt Nam, rất mong muốn tất cả các anh chị, các quý khách hàng và những nhà đầu tư của chúng ta ở trong Zoom ngày hôm nay và các mối quan hệ xung quanh của chúng ta, anh chị hãy giúp em Hùng rằng là thực hiện theo và gửi cái thông điệp này đến với tất cả các anh chị và khách hàng khác để mong muốn Laika có thể list ở trên Binance sớm hơn, đúng không ạ? Chúng ta hãy hoàn toàn có thể rằng là tại thời điểm hiện tại nếu như niềm tin của chúng ta đủ lớn thì rằng là hãy dành hãy tạo thêm cho chúng ta, tạo thêm cá nhân của chúng ta, mỗi người ít nhất giúp em Hùng một tài khoản, mỗi người tạo thêm giúp em Hùng một tài khoản. Chúng ta có thể dùng cái tài khoản này chúng ta tặng cho người thân, người quen của chúng ta trong gia đình, giống như em Hùng về quê tặng cho ba, đúng không ạ? Một cái tài khoản hiện tại bây giờ là 20.000 đô mua Laika chẳng hạn, thì chúng ta hãy dành cho giúp em Hùng gửi cái thông điệp này đến với tất cả các khách hàng và bạn bè chúng ta đã tin tưởng mua và sở hữu Laika. Mỗi người hãy cố gắng làm sao gia tăng thêm cho mình một tài khoản nữa, hãy tặng cái tài khoản này cho người thân hoặc người quen của mình để làm gì để giúp cho cái số lượng holder của chúng ta nó được gia tăng lên để kịp thời gian và tiến độ để list ở trên sàn Binance, đúng không ạ? Đúng không ạ? Hiện tại thì là ở thị trường Việt Nam của chúng ta đã có khoảng tầm hơn 12.000 khách hàng đăng ký tìm hiểu thông tin về Laika, mới trên dưới 10.000 khách hàng đã mua Laika rồi. Vậy nếu như chúng ta là những thành viên, đúng không ạ, mỗi một người chỉ cần gia tăng thêm một tài khoản thôi, thì có phải ngay tại thị trường Việt Nam của chúng ta đã có ít nhất là bao nhiêu, là 20.000 holder rồi. Anh chị có đồng ý với quan điểm của em Hùng không ạ? Vậy thì rằng là với cái việc mở một cái tài khoản này, anh chị hãy tùy thuộc vào cái giá trị tài chính của chúng ta, đúng không ạ? Tối thiểu đó là chúng ta sử dụng thêm một số điện thoại nữa, có thể người thân người quen của chúng ta mở một tài khoản mới, dùng một cái tài khoản chính của chúng ta giới thiệu ra cái tài khoản đó, đúng không ạ? Và chỉ cần từ 25 đô la trở lên thôi, đúng không ạ, thì chúng ta đã có thể tạo thêm được một tài khoản, gia tăng thêm một cái số lượng holder dành cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Và anh chị hãy hình dung một cái điều này, không biết anh chị tin tưởng Laika đến đâu, nhưng với em thì hiện tại Laika nó đang dành, em Hùng đang dành cho Laika một cái niềm tin rất là lớn. Vậy thì điều gì xảy ra khi Laika thành công mà anh chị đang tặng một cái giá trị tài khoản cho người thân, người quen và bạn bè của mình, đúng không ạ? Có thể chỉ là 500.000 thôi, đúng không ạ? Có thể là 1 triệu thôi, đúng không ạ? Có thể nó chỉ bằng giống như một hộp nước hoa thôi, đúng không ạ? Một cái áo, một cái quần, một đôi giày. Nhưng thay vì tặng bằng hiện vật thì chúng ta tặng cho họ bằng cái gì ạ? Bằng một cái tài khoản của gì ạ? Của Laika. Và khi Laika nó thành công, nó có thể x5, x10 hay tuyệt vời hơn, nó có thể x được 500, nó có thể x được 1.000 lần. Thì lúc này là đó là một cái giá trị tài sản lớn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái uy tín, cái thương hiệu của cá nhân của các anh chị, đúng không ạ? Cái tiếng nói của các anh chị dành trong gia đình của mình, dành cho những người bạn bè của mình, nó lại là ở một cái, nó là một cái level khác. Vậy thì đằng nào chúng ta cũng kết nối và chia sẻ và giúp cho cái Laika nó có thể list sàn một cách tốt hơn, thì mỗi một người, một cá nhân của chúng ta, ngoài cái việc đi giới thiệu cho bạn bè rồi, thì chúng ta mỗi một người có thể gia tăng lên rằng là gì ạ? Mỗi một người một tài khoản. Có thể chúng ta chỉ cần bỏ vào đó 25 đô la thôi, nhưng chúng ta cũng đang góp phần giúp cho rằng là tổng cái số lượng holder nó gia tăng để kịp cái thời gian chúng ta có thể list Binance. Và xin thưa với các anh chị, nếu như mà đã list ở Binance trước ấy, thì Laika này nó sẽ là một cơn địa chấn về meme coin, đúng không ạ, trong chu kỳ trong 2024 năm 2025 này. Thì đấy là cái thông điệp mà thay mặt cho các anh chị nằm trong câu lạc bộ Laika Việt Nam mong muốn rằng là có sự đồng hành và hưởng ứng của tất cả các anh chị khi ở trong thị trường. Để em check nốt một số các câu hỏi ạ. Về cái vấn đề về mật khẩu thì em cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Công ty đã không hỗ trợ cái vấn đề khôi phục mật khẩu lại cho các anh chị, bởi cái này nó liên quan đến web 3, đúng không ạ? Cái này nó sẽ rất là khó, các anh chị bắt buộc cần phải nhớ mật khẩu của mình. Anh chị quên mật khẩu thì có thể là làm theo một cái cú pháp giống như em Hùng nói, anh chị bấm vào cái phần help. Trong cái phần help là cái phần hỗ trợ đấy ạ, nó có một cái phần là đổi mật khẩu, thì bấm vào một đồ phần đổi mật khẩu, nó sẽ có một cái phần đó là nhập mật khẩu cũ. Với cái việc nhập mật khẩu cũ này, nó không giới hạn số lượng nhập mật khẩu, cho nên là anh chị hãy nhập những mật khẩu nào mà các anh chị nhớ. Lưu ý, mật khẩu của Laika bao gồm 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Và ký tự đặc biệt này thì không dùng A còng anh chị nhé. Cho nên là những người nào mà hay quên hay có thói quen nào nhập A còng thì khi nhập lại mật khẩu, nhập A còng nó sẽ không nhận đâu ạ.
Vâng, có anh chị hỏi ở trong cái vấn đề rằng là Laika đúng không ạ? Laika được tạo ra với mục đích gì? Theo anh chị thì Laika được tạo ra với mục đích gì ạ? Đúng ạ, một sản phẩm tài chính được tạo ra với mục đích gì ạ? Có một cái quy luật bất biến ở trong thị trường tiền điện tử này mà nếu như mà anh chị không nhìn được không 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 nhìn nhận được cái điều này thì chắc chắn là anh chị rất là khó kiếm tiền ở trong cái thị trường này. Bản chất của một thị trường tài chính nói chung đó là gì ạ? Tiền không tự nhiên sinh ra, nó không tự nhiên mất đi, đúng không ạ? Và nó sẽ chuyển từ túi người này sang túi người khác thôi, đúng không ạ? Thì đây là bản chất bất biến của thị trường, kể cả thị trường vàng, thị trường bất động sản hay các cái thị trường tài chính mà các anh chị tham gia vào thì anh chị đều cảm nhận rất rõ điều này, đúng không ạ? À, có cho dù rằng là bất kỳ một sản phẩm tài chính nào thì sẽ có một người mua ở giá cao và sẽ có một người rằng là bán ra ở cái giá thấp. Đương nhiên rằng là khi mà vận hành cái quy trình đó mà chúng ta không hiểu được cái cốt lõi của vấn đề thì chúng ta sẽ rất bị dễ bị hao hụt cái vấn đề về tài chính. Đối với đứng ở trên góc độ về doanh nghiệp thì để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị đưa ra nó rất là khó. Laika sinh ra với mục đích gì, đúng không ạ? Nó cũng rất là khó vì bản thân cá nhân em Hùng là một trong những người phát triển về cộng đồng, em không phải là nhân viên của doanh nghiệp, cho nên là để trả lời cho các anh chị câu hỏi này chắc chắn thì nó cũng sẽ không được sát nghĩa. Nhưng anh chị hãy hình dung một điều như này: bất kỳ một sản phẩm tài chính nào được sinh ra, mục đích chủ yếu của nó là tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp. Anh chị có công nhận điều này không ạ? Đúng không ạ? À, bất kỳ một sản phẩm tài chính nào được sinh ra thì đều đem lại dòng tiền cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Các ecosystem và hệ sinh thái sinh ra nhằm mục vụ là gì ạ? À, thu phí và giữ chân của người dùng. Đó, thì đấy là các cái yếu tố mà em Hùng muốn nhấn mạnh với mọi người. Và cái việc mà mọi người hay quan tâm đến cái vấn đề cái lượng vốn bán ở trong các vòng vừa bán trước này, hiện tại giá Laika nó rất là thấp, doanh nghiệp có bán coin ra trong cái thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp cũng không thu được cái giá trị nhiều tiền lớn. Nhưng khi bắt đầu họ mua cái họ FOMO, họ marketing, khi càng FOMO rộng càng marketing rộng và bắt đầu list ở trên các sàn giao dịch tự do thì tại cái thời điểm đó nó là cái thời điểm doanh nghiệp tiếp tục bán sản phẩm của họ ở trên các sàn giao dịch tự do để họ tiếp tục họ thu được tiền về. Họ thu được cái tiền về. Vậy thì cái mục đích đầu tiên mà em Hùng nhìn thấy của một sản phẩm tài chính đối với một doanh nghiệp sinh ra là để tạo ra dòng tiền. Là để tạo ra gì ạ? Là để tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp. Cái thứ hai, Laika được sinh ra để tạo ra một cái số lượng cộng đồng. Giống như anh em chúng em hay nói một cái câu chuyện đó là chính là Laika nó chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Laika nó chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Đối với lại là đội ngũ founder này, đối với lại đối với đội ngũ nhà sáng lập này, họ mong muốn rằng là xây dựng ra một cái lượng friend lên tới 300 đến 500 triệu follow, là những nhà đầu tư, là những khách hàng trung thành. Và đối với cái lượng follow này, 100 triệu, 500 triệu, 300 triệu lượt follow này thì cái mà họ xây dựng ra để làm gì ạ? Là để họ thu hút người đến với cái mạng xã hội Metaverse của họ để họ xây dựng sau này. Và khi đó thì mọi người người dùng tham gia ở đấy thì doanh nghiệp thu phí nằm trên cái mạng xã hội Metaverse đó đó và thu các dịch vụ nằm trên mạng xã hội Metaverse đó thì là nó sẽ tạo ra những cái dòng tiền thụ động dành cho là doanh nghiệp và các cái bên liên quan. Vậy thì Laika nó chỉ là một cái sản phẩm tài chính khởi đầu thôi để có thể đem lại cái giá trị giống như vậy. Và khi mà Laika này list sàn lên thành công thì là cái nền tảng thứ hai của Laika đằng sau phía sau của Laika sẽ được tiếp tục triển khai, đó là nền tảng của Razer Launchpad. Trên nền tảng Razer Launchpad này nó sẽ được bốc toàn bộ cái cộng đồng của Laika sang bên đó để tiếp tục phát triển cái nền tảng các sản phẩm tài chính liên quan đến các cái ecosystem của Laika đó. Và cái chiến lược phát triển của Laika nó sẽ như sau để cho các anh chị có thể khẳng định thêm cái niềm tin của mình về Laika này đó. Giai đoạn 1, Laika sẽ được tiến hành phát triển nằm trên nền tảng của Solana dưới dạng của Memecoin. Tại sao là phát triển của Memecoin thì trong rất là nhiều các buổi Zoom thì em Hùng đều nhấn mạnh rồi, đúng không ạ? Solana thì hiện tại nó là nền tảng số 1 của Memecoin, đây là đầu tiên. Cái thứ hai, tổng số lượng holder của Solana nó đang gấp 1,5 lần so với lại Ethereum và là một trong những giao thức có nhiều holder nhất trên thế giới, đúng không ạ? Và trong những cái nền tảng này thì là đa số những cái người nào mà nằm trong cái nền tảng của Solana thì đều quan tâm đến cái thị phần Memecoin này rồi. Thì khi mà nó là một Memecoin nằm trên nền tảng của Solana thì khi lên sàn cái tính tiềm năng và viral của nó em cũng đã phân tích cho anh chị rồi. Vậy thì ngày hôm nay rằng là nó có thể x 5, x 10, x 20, x 30 hay không thì phụ thuộc vào cái vấn đề về niềm tin của anh chị đối với Laika đến đâu mà thôi, đúng không ạ? Còn cái việc mà x thì chắc chắn nó đã x rồi. Vậy thì đấy là cái giai đoạn 1. Khi nó ổn định ở trong giai đoạn 1 rồi và các hệ sinh thái nó đều được public rồi, đúng không ạ? Nó đưa ra hệ sinh thái để gì ạ? Tạo ra số lượng người dùng mới quan tâm đến thì rằng là sẽ được thu hút về, đúng không ạ? À, thu phí nằm trên cái hệ sinh thái đó và giữ chân những người dùng cũ rồi. Thì anh chị hình dung giai đoạn 2 của Laika đó là Laika được tạo thêm một nền tảng blockchain layer 1, tức là nền tảng blockchain layer 1. Nó có sổ cái riêng, nền tảng blockchain riêng, đúng không ạ? Nền tảng giao thức riêng. Nhưng mà cái nền tảng này thì nó được tạo ra theo cái thể thức đó là POS, nó là Proof of Stake.
và để cho một cái mạng lưới nền tảng giao thức đấy nó đi và ổn định, đúng không ạ? Tốc độ giao dịch nhanh và chi phí thấp thì đòi hỏi cần phải có các cái validator, tức là các cái nốt xác thực giao dịch đó. Và để trở thành một cái nốt xác thực giao dịch như này thì rằng là cần phải mua một cái số lượng Leica rất là lớn mang về khóa lại để tạo cái nốt xác nhận, nốt xác thực. Và càng nhiều cái validator được hình thành thì rằng là số lượng Leica được khóa lại nó sẽ càng nhiều và cái mạng lưới đó nó càng ổn định. Vậy thì anh chị hãy hình dung một điều này: nếu như tại thời điểm hiện tại anh chị bỏ ra khoảng tầm 12.000 đô, anh chị sẽ mua được khoảng tầm 200 triệu Leica. Em Hùng lấy một cái ví dụ nhé, hiện tại thì đang được chưa chính thức public là một validator cần bao nhiêu Leica khóa lại để tạo một nốt xác thực giao dịch. Nhưng nếu như mỗi một nốt xác thực giao dịch em lấy ví dụ là 200 triệu Leica đi, nó tương đương khoảng tầm anh chị bỏ ra có 12.000 đô bây giờ thôi ạ, thì làm gì ạ, 1.000 cái validator thì 200 tỷ Leica sẽ được khóa lại để tạo ra các nốt giao dịch, đúng không ạ? Và một cái mạng lưới blockchain thì không thể chỉ có 1.000 cái validator được, đúng không ạ? Và đấy chính là cái lý do mà sau này Leica nó sẽ ngày càng nó khan hiếm, và khi lên sàn giao dịch tự do thì nó sẽ duy trì bình ổn được cái giá trị và tiếp tục nó có thể tăng trưởng được cái giá trị của nó ở trên các sàn giao dịch tự do. Vậy thì muốn trở thành, tại sao họ lại trở thành một cái validator đó? Bởi vì khi bạn trở thành một nốt xác thực giao dịch nằm trên một mạng lưới blockchain thì bạn sẽ được đồng chia mãi mãi lợi nhuận từ cái phí giao dịch của cái mạng lưới đó, trên bất kỳ một lệnh giao dịch nào đều có cái lợi nhuận từ cái phí giao dịch đó đem lại, đúng không? Vậy thì để cho người ta mong muốn trở thành validator của một mạng lưới giao dịch đấy thì đòi hỏi là gì ạ? Đòi hỏi cái mạng lưới đó nó cần phải có nhiều holder, đúng không ạ? Đòi hỏi cái mạng lưới đấy nó cần phải có số lượt transfer nó càng nhiều, đúng không ạ? Và đòi hỏi cái nền tảng blockchain đấy nó cần phải tạo ra rất là nhiều các cái token đằng sau. Thì đấy là cái giai đoạn 2 của Leica. Còn hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn 1, đó là cái giai đoạn là dưới dạng là nền tảng token của Solana phát triển dưới dạng memecoin. Thì đấy là những cái thông tin mà em Hùng mong muốn rằng là chia sẻ lại cho tất cả các cô bác, anh chị và các bạn có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay. Hiện tại thì thời gian của chúng ta nó cũng là hơn 10 giờ rồi, đúng không ạ? 10 giờ 18 phút rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom buổi tối nay tại đây. Và cũng rất là mong muốn là có thể gặp lại quý cô bác, anh chị và các bạn vào buổi Zoom của ngày thứ 5, tức là 2 ngày nữa, đúng không ạ? Thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần thì anh chị em nằm trong câu lạc bộ Leica Việt Nam, chúng em luôn dành ra cái thời gian để giúp cho các khách hàng mới hiểu về Leica, giúp các khách hàng cũ hiểu thêm về Leica và giải đáp được các câu hỏi hay băn khoăn thắc mắc của các quý cô bác, anh chị và các bạn. Những khách hàng, những bạn bè của chúng ta bận chưa có thời gian vào Zoom thì sau mỗi một buổi Zoom thì anh chị em chúng em thì đều lưu lại thông tin của buổi Zoom và đăng tải ở trên YouTube. Chúng ta hoàn toàn có thể xem lại các buổi Zoom đó thông qua cái đường link Zoom ở trên YouTube của ba anh chị nhé. Vâng ạ, thời gian của hôm nay của em Hùng dành cho các anh chị đến đây là kết thúc. Kính chúc tất cả quý cô bác anh chị các bạn con Zoom có một buổi tối và vui khỏe. Và chúng ta hãy không quên rằng là tìm hiểu thêm thông tin về Leica để chúng ta sớm ra quyết định sở hữu Leica trong thời gian này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị.